Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 66. Bầu trời Trường An chuyển tối, lại một màn đêm buông xuống. Tiếng trống đêm từ lầu canh vọng đến, trong tường cao hoàng cung, thái giám các cung nghe thấy mà động, dùng gậy trúc cao cao châm lửa, châm từng ngọn đèn cung. Lan Thái Hậu lại bãi giá cung đôn ý, bầu bạn dùng bữa cùng Thái Hoàng Thái Phi. Dùng bữa xong, tự tay dâng trà cho Thái Phi. Thái Phi nhận trà nhấp một ngủ. Dạo này Thái Hậu hay đến, có việc à? Lan Thái Hậu cho người bên cạnh lui ra, cười nói. Hôm nay tiếp tới, đúng là có ít việc liên quan đến chuyện Hoàng đế Lập Hậu đã từng đề cập. Thái Phi không nói, Lan Thái Hậu cười nói tiếp. Lần trước sau khi thương lượng với xong, mấy ngày qua, thiếp luôn theo ý ngài mà tìm chọn người, ở đây có một danh sách mời ngài xem qua giúp thiếp làm chủ nói xong lấy ra một góc danh sách trình lên không ngờ thái phi không nhận dựa vào nệm êm sau lưng nói cho ta xem làm gì ngài đã chọn chúng nhà ai nói là được lan thái hậu cất danh sách cười làm lành vậy thiếp nói đây thiếp đã cẩn thận so sánh cuối cùng chọn được một người hiền lành tiết hạnh dung mạo đoan trang gia thế gia phong không thể bắt bẻ tóm lại đức ngôn công dung không chỗ nào có thể bắt bẻ. Chỉ có điều. Bà dừng đoạn. Tuổi hơi lớn hơn hoàng đế chút, năm nay 18. Nhưng mà, tâm tính bệ hạ ngài cũng biết, hoàng hậu ổn trong hiểu chuyện với hoàng đế cũng là chuyện tốt. Đồn ý thái hoàng thái phi dựa vào giường, hỏi. Là con gái nhà ai? Lan thái hậu bước lên một bước, ngồi vào bên cạnh đấm chân cho bà, nhau mắt nhìn mặt bà nói. Không phải ai khác, chính là con gái của Lan Vinh huynh đệ của thiếp sở dĩ cuối cùng thiếp định đoạt vậy cũng đã có cân nhắc, chính là hoàng đế và chị họ ngài ấy đã quen biết từ nhỏ, tình cảm thật sự tốt, sau này đế hậu đồng tâm, về phía hậu cung hay đại nguy ta đều có lợi lớn. Đương nhiên, đây chỉ là suy tính phi thiếp, hoàng đế lập hậu không phải chuyện bình thường, phải luôn trịnh trọng ba lần, cho nên đêm nay cố ý hỏi đến. Thái Phi ngồi dựa khép hờ mắt, lát sau nói. Thiên gia không có việc gì là nhỏ, nhưng mà, ngài là thái hậu mẹ ruột kìa hoàng đế, có là thiên gia cũng nói đạo làm người thôi, chuyện lập hậu đương nhiên do ngài làm chủ. Ngài cũng đã xem kỹ, chỉ cần tốt cho đại ngụy, giúp sức cho hoàng đế, ta còn chỗ nào không được. Lan Thái Hậu đã sớm nghĩ đến việc lập cháu gái mình làm hậu, lại lo bị ngăn cản. Vị trong cung đôn ý này, mặc dù không phải mẹ ruột minh đế xong được minh đế chăm sóc như mẹ, dĩ nhiên tiếng nói cũng có chút phân lượng, là chỗ hỗ trợ quan trọng trong tính toán của bà. Hiện giờ bà ấy đã lên tiếng vậy, mừng rỡ trong lòng, hầu chuyện một lát thấy Thái Phi lộ vẻ mệt mỏi bèn cáo lui, trước khi đi nói. Vậy quyết định thế nhé, qua mấy hôm sẽ có chiều nghỉ, Hiền Vương và Phương Thanh đều có mặt, đến lúc đó, thiếp báo bọn họ cho bộ lễ làm việc. Thái Phi không nói, như đã ngủ, Lan Thái Hậu bèn rời cung đôn ý về lại tầm cung của mình, suy nghĩ trong lòng, ước gì chiều nghị mau đến. Bà đã nhận được tin, nhiếp chính vương kết thúc năm tuần, hiện đang trên đường hồi kinh, tháng sau về đến chuyện con trai lập hậu bà đã hạ quyết tâm, không cho phép bất kỳ ai nhúng tay. So với để chậm trễ thêm nữa đêm dài lắm mộng nhỡ có sự cố, chỉ bằng thừa cơ định đoạt. Như vậy, đợi y về dù có dị nghỉ cũng không thể can thiệp, trừ phi có chuyện quan trọng y mới cùng nhà ngoại hoàng đế rạch ròi. Nếu thực sự phải làm vậy, ý vị thế nào, hẳn y cũng nắm chắc. Lan Thái Hậu đang càng nghĩ càng hương phấn, bỗng cung nhân truyền lời, hoàng đế bệ hạ tới, Lan Thái Hậu ngẩng lên, đã thấy con trai đi đến. Lan Thái Hậu ngồi chờ con bước đến thi lễ, lộ nụ cười từ ái. Trên người con trai còn mặc chiều phục, hẳn mới từ ngự thư phòng về, đang định hỏi ngài có mệt không, thì nghe cậu mở miệng hỏi. Mẫu hậu lại đi cung đôn ý à? Làm gì vậy? Lan Thái Hậu nghe cậu hơi sẵn giọng, ý cười biến mất, nói. Nói chuyện với ta thế đấy à? Thuốc tiền đã nghe ngóng được, từ sau khi Tam Hoàng thúc xuất kinh, Thái Hậu âm thầm bận rộn chuyện lập hậu cho mình. Ngay từ đầu phía Thái Hậu rất kín kẽ, không có tin tức gì, cậu không biết đến cùng là bà chọn chúng ai, cộng thêm tam hoàng thúc đi rồi, lượng việc mỗi ngày nhiều đột ngột, trong một lúc không thể đoái hoài tới. Tháng trước, cậu có để ý Thái Hậu từng mấy lần triệu con gái lan vinh vào cung, bắt đầu thầm nghi ngờ, phải chăng Thái Hậu chọn chúng nàng ta. Người chị họ của cậu, lớn hơn cậu mấy tuổi, dung mạo tài tình đều ở mức phổ thông không nói, lần trước vào cung cậu có bắt gặp, húm núm, vẻ như phụ họa trước mặt Thái Hậu. Tiêu chuẩn lập hậu của Hoàng đế, không phải sở thích cá nhân cậu, thúc tiền dĩ nhiên biết đạo lý này từ sớm. Song cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng bà chị họ này được lập làm Hoàng hậu, mình và bà ấy kết làm vợ chồng. Cậu cực kỳ mâu thuẫn, nhưng mấy việc như này cậu đâu thể nào nói với bất kỳ ai, thấy gần đây Thái Hậu hay chạy qua cung đôn ý, cậu âm thầm lo lắng. Gấp rút mong chờ tam hoàng thúc sớm về, thế thì xem như mình còn chỗ dựa cậu âm thầm viết một lá cho tam hoàng thúc còn trên đường nam tuần bảo hình như thái hậu muốn lập con gái lan ra làm hậu xin ngài giúp cậu lên tiếng chặn ý đồ tính ra hồi âm của tam hoàng thúc cũng sắp đến cậu đang nóng lòng chờ đợi chiều nay vừa xong việc ở ngự thư phòng lại thu được tình báo thái hậu lại đi cung đôn ý ở lại còn lâu hơn thường ngày lúc đi ra thần sắc vui vẻ trực giác khiến thúc tiền cảm thấy không ổn thực sự hết kìm nổi chạy đến cung Thái Hậu, mở miệng hỏi thẳng. Nghe giọng Lan Thái Hậu có điều trách cứ, bèn hành lễ tạ lỗi mẹ. Xin hỏi mẫu hậu, ngài vừa đi cung đôn ý là có việc gì? Mặt Lan Thái Hậu tươi cười, ra hiệu con trai tới gần hơn, thấy cậu bất động, bèn tăng hắng. Không có gì, chỉ là hầu hạ ăn cơm, nhàn rỗi nói mấy câu thôi. Nghe nói gần đây người địch lại khởi sự gây chiến ở tám bộ đại hách. Hẳn tiền nhi đang rất quan tâm nhỉ, mẫu hậu thấy mặt con gầy cả con đói bụng không, mẫu hậu gọi người dọn lên vài món, vừa vặn, có lẽ lâu rồi mẹ con chúng ta chưa cùng dùng cơm. Bà xoay đi gọi người chuẩn bị bữa, thúc tiền bảo mình đã có nếm qua ở ngự thư phòng, chằm chằm nhìn bà một lúc rồi cáo lui, ôm tâm sự nặng nề trở về tầm cung. Mấy thai giám và cung nữ thiếp thân hầu hả thấy cậu đi vào, giúp cậu thay y phục. Lúc nới thắt lưng, cười ngoại bào, bỗng thúc tiền lưu ý một cung nữ đỡ áo cho cậu đứng trước mặt người làm việc này vốn là một người khác cậu hỏi thì biết được cung nữ kia hôm nay bị thái hậu gọi đi bảo có việc dùng rồi phái người dự bị đến bắt đầu từ năm ngoái cung nữ trong cung cậu phàm là khuôn mặt hơi chỉnh chu chút dục dịch sau đó đều chẳng còn thấy người ban đầu cậu không để ý dần già biết là ý lan thái hậu dù trong lòng thấy không vui xong cũng nhịn xuống vì tâm tư của cậu cũng không đặt lên việc này hôm nay tiểu cung nữ bị gọi đi trước đây chuyên phục vụ ở ngự thư phòng cậu, vốn không để ý, tháng trước, vô tình cậu biết, nàng ta là người nhạn môn, lúc ấy cậu nghĩ đến tam hoàng thẩm thấy cô bé nhìn thuận mắt mới đổi về tầm cung, mỗi lần về, có khi sẽ chuyện phiếm với nàng ta vài câu, hỏi chút chuyện liên quan tới nhạn môn. Nào ngờ, vậy thôi mà Lan Thái Hậu cũng giang tay lấy người đi. Thuốc tiền giận tím mặt, vung tay ném áo chiều vừa cởi xuống đất, xoay người nhanh bước ra ngoài thái giám và cung nữ chung quanh sợ hãi, rối rít quỳ xuống. Thuốc tiền vọt ra cửa tầm cung, một thái giám đang bước nhanh vào, thấy cậu nổi giận đùng đùng đi ra, vội né sang một bên, bầm. Bè hạ, thư của nhiếp chính vương điện hạ đến. Nói xong hai tay trình lên. Gần đây mỗi ngày thuốc tiền đều nóng lòng chờ tin, nghe vậy mắt sáng lên, vội dừng bước nhận thư, quay vào lập tức mở ra. Xong đọc xong thư thì thất vọng. Tam Hoàng thúc hồi âm nói, y đã lên đường về, tháng sau có thể tới. Liên quan tới chuyện thúc tiền gửi thư đề cập, an ủi cậu, bảo cậu chớ vội, chớ xung đột với phe Thái hậu. Cuối cùng y bảo thúc tiền yên tâm, nói chờ y về rồi bàn lại kỹ càng. Thúc tiền vốn nghĩ Tam hoàng thúc sẽ cho cậu một thái độ rõ ràng, đó là phản đối lập con gái Lan Vinh làm hậu, thế thì mình có chỗ dựa chống lại Thái hậu. Cậu đâu ngờ giọng điệu Tam hoàng thúc lại cũng chỉ lập lờ nước đôi, ở trong thư chỉ bảo mình yên tâm sao cậu yên tâm cho được? Thúc tiền trừng mắt, thu năm ngoái ở hộ quốc tử, cậu ngu ngơ, vì không biết nữ tướng quân đến cùng là ai mở miệng nói sằng trời bới. Tam Hoàng Thúc bảo, ngài lấy nữ tướng quân, là kế sách vì đại ngụy. Tam Hoàng Thúc là người như vậy, chính cuộc hôn nhân của ngài cũng vậy, giờ đến phiên hoàng đế, nếu Tam Hoàng Thúc cũng nhận định mình cưới con gái họ lan có lợi cho triều đình, ngài nhất định sẽ ép mình gật đầu. Thúc tiền tuyệt vọng, trong lúc suy nghĩ lung tung bỗng dưng nghĩ đến nữ tướng quân. Cậu nhớ rõ ràng, giữa tháng tư, lúc cậu đưa tam hoàng thúc và thím ấy xuất kinh, thím đã nhận lời sẽ tỉ thí võ công với cậu. Lúc ấy cậu đầy chờ mong sau chuyến nam tuần thím ấy sẽ cùng tam hoàng thúc trở về, không ngờ thì ra sau khi thím đến tiền đường thăm hỏi thái hoàng thái phi trang thị xong lại đi thẳng về nhãn môn, tác chiến tám bộ. Đêm này có lẽ do xa sút tự dưng trong tích tắc này cậu lại nghĩ đến cảnh tiễn biệt hôm ấy, cảm thấy lạc lõng. Cuối cùng cậu đã rõ, lúc Tam Hoàng thầm nhận lời cậu, tại sao lại nói? Nếu có cơ hội sẽ tỷ thí với ngài. Chứ không phải. Lần này về tỷ thí với ngài. Hẳn là thím ấy đã có kế hoạch từ trước. Tam Hoàng thầm không nói với cậu thì thôi, dù sao giao tình có hạn. song tất nhiên Tam Hoàng thúc phải biết chứ, ngài ấy giấu giếm mình, để mình hoàn toàn lơ mơ. Mãi đến lúc tin chiến sự tám bộ đưa về Trường An, cậu mới biết thím ấy đã về nhạn môn. Trong lòng thúc tiền lờ mờ cảm thấy như bị người tin tưởng nhất lừa gạt. Rất nhiều cảm xúc sông lên đầu, lần đầu tiên trong đời cậu, không ngủ, trần chọc cả đêm. Hai hôm sau là đại triều nghị, lần triều nghị lần gần đây nhất là nói về chiến sự tám bộ. Vừa lúc đêm qua một chiến báo mới nhất đưa đến, bảo đội quân khinh kỵ do trường ninh tướng quân thống lĩnh đã xuyên vào đất U Châu từ phía Bắc thuận lợi tiến đến thành Phong Diệp, hiện giờ đang toàn lực viện binh đám đại thần vui vẻ ra mặt, trong đó đám nịnh bợ dối rít nói, bảo rằng trận đầu tuyến quân phía Bắc Thắng là nhờ Hoàng đế và nhiếp chính Vương Anh Minh các thứ. Lúc chiều hội giải tán, bọn hiền Vương theo thiếu đế chuyển đến Tây Các. Trong gần nửa năm nhiếp chính Vương xuất kinh, mỗi lần chiều hội giải tán xong, thiếu đế chắc chắn triệu đại thần trọng yếu về đây nghị sự. So với lúc nhiếp chính Vương ở đây, từng bước mọi việc thiếu đế cũng cực kỳ cần cù, tự làm việc phải làm. Nhưng hôm nay, dường như cậu chẳng quan tâm, sắc mặt mỏi mệt. hiền vương thông cảm dù sao cậu tuổi còn nhỏ, liên tiếp mấy tháng e là đã vất vả quá sức, chỉ bàn mấy chuyện quan trọng rồi giải tán. thiếu đế không nói một câu, đứng dậy rời đi. đưa tiễn thiếu đế, hiền vương phương thanh đang định đi thì một người trong cung thái hậu đến báo thái hậu cho mời. hai người không biết chuyện gì, song thái hậu đã lên tiếng đành vội vàng vào đến. thái hậu sai người ban ghế ngồi, đầu tiên là mình cười thăm hỏi cảm ơn nửa năm qua nhờ hai người phụ tá hoàng đế. Hai người khiêm tốn từ chối, khách sáo xong, nghe Thái Hậu nói. Hai vị một là trưởng thượng, một là cánh tay của triều đình, hôm nay ta mời hai người đến là có một chuyện, muốn nhờ đi làm. Hiền Vương và Phương Thanh đứng dậy, đáp. Thái Hậu mời, nói. Lan Thái Hậu nói. Chính là liên quan tới chuyện lập hậu cho Hoàng đế. Bệ hạ năm nay đã 14, việc liên quan quốc thể, cần nhanh chóng lập định ra Hoàng hậu bản cung luôn cân nhắc lựa chọn người tốt nhất, là con của Lan Vinh. Bà nhìn Hiền Vương và Phương Thanh trước mặt, thoáng rừng, nói tiếp, nhấn mạnh. Con gái của Lan Vinh, Đức Ngôn Dung Công đều rất giỏi, bổn cung đã cẩn thận kiểm tra, là Hoàng hậu Đại ngụy thì không có lựa chọn thứ hai. Việc này cũng không phải chỉ mình ý bổn cung, đồn ý Thái Hoàng Thái Phi cũng khen ngợi có thừa. Chuyện đã định, hai người về báo bộ lễ, lệnh cho lập tức xử lý, chiêu cáo thiên hạ giọng điệu lan thái hậu kiên quyết lôi lão thánh mẫu trong cung đôn ý chọn con gái nhà họ lan lan vinh chính là cậu ruột của thiếu đế đích thân lên làm thân không tính những thứ này riêng việc tuyển chọn con gái nhà họ lan làm hậu đúng là chưa có chỗ có thể chỉ trích hiện giờ lan vinh là trọng thần triều đình về phẩm đức tài cán tiếng lành đồn xa danh vọng nhà họ lan luôn vô cùng tốt do đó dù phương thanh thấy chuyện có gấp cũng không dám tùy tiện mở miệng chỉ nhìn hiền vương bên cạnh Hiền vương đáp. Thái hậu nói cực phải, đúng là nên cân nhắc việc lập hậu cho bệ hạ. Có điều cũng không cần nóng vội, giờ đang có chiến sự tám bộ, trên dưới triều đình cực kỳ chú ý, không phải là cơ hội tốt để lập hậu. Không bằng chờ chiến sự qua đi, tiền tuyến ca khúc khải hoàn, đến trường đó lại bàn, vui mừng gấp bội, há không tốt hơn. Ý cười trên mặt thái hậu biến mất, thản nhiên nói. Chuyện này thì có liên quan gì tiền tuyến? Bồn cung cũng đâu phải có ý lập tức đại hôn, chỉ là gọi bộ lễ định ra người được chọn thôi. Hiền Vương Phục nói. Thái Hậu nói có lý, có điều, chuyện lập hậu, vừa rồi ngài cũng mới nói đấy, liên quan quốc thể, là chuyện lớn, ý kiến thần vẫn nên chờ nhiếp chính Vương Điện Hạ trở về rồi hắng bàn, sẽ thích hợp hơn hiện giờ. Sắc mặt Thái Hậu cực thay đổi, giọng the thế. Việc này đôn ý Thái Hoàng Thái Phi đã gật đầu, huống chi, ta thân là Thái Hậu, mẹ của Hoàng đế, lập hậu cho nhi tử chả lẽ không làm chủ được không phải là thấy ta cô nhi quả mẫu mà ép không được làm chủ chứ. Nói xong cao giọng Triệu hồ bác mân. Thượng thư bộ lễ vừa rồi được Lan Thái Hậu triệu đến, giờ này vội vàng đi vào, nghe Thái Hậu căn dặn bảo ông lập tức đi xử lý. Hai người phụ chính, Phương Thanh không nói gì, song hiền. Vương hiền nhiên phản đối, huống chi, bên trên còn nhiếp chính Vương chưa về. Ông không dám gật, cũng không dám bảo không, cúi đầu trần chờ thấy hiền Vương bước một bước, lại nói. Thái hậu bức giận, lão thần nào dám đánh tội danh ấy, là trước khi nhiếp chính vương xuất kinh đã ủy nhiệm lão thần phụ chính, lão thần cũng chỉ có thể cả gan góp lời. Chuyện này đúng là không nên nóng vội, dĩ nhiên là thái hậu làm chủ, nhưng ngại gì không chờ nhiếp chính vương về hãy làm lễ. Thật sự đây là việc lớn, nếu qua loa, đối với bệ hạ, với con gái nhà họ Lan đều là bất kính. Giọng điệu hiền vương tuyệt đối không có ý hùng hổ dọa người song thái độ cực kỳ rõ ràng, đó là kiên quyết phản đối quyết định lúc này. Lan Thái Hậu không ngờ lão già tôn thất bình thường không nói không rằng, hôm nay lại ra mặt đến bước này, giận không tìm được vỗ bàn đứng dậy, lệnh thượng thư bộ lễ theo ý mình lập tức chấp hành, nhưng cuối cùng lực lượng không đủ, biết triều đình hiện giờ cũng không phải là mình có thể một tay thao túng, cuối cùng cố nén cơn giận, cắn răng nhìn hiền vương chằm chằm, lạnh lùng nói. Ngụ ý ông là, nếu nhiếp chính vương không gật đầu, quả phụ như ta sẽ không thể lập hậu thay hoàng nhi của ta vừa dứt lời, cửa điện đối diện bị đẩy ra, đánh rầm. Đám người nghe tiếng quay lại thấy là thiếu đế tới. Cậu xài bước xông vào, lớn tiếng. Mẫu hậu, nhiếp chính vương dù có gật đầu, chuyện này, chấm cũng tuyệt đối không đồng ý. Hiền vương quay người bái kiến, phương thanh hồ bác mân thấy chính chủ tử tới, còn lên tiếng vậy, rốt cuộc không cần bị ép tỏ thái độ, phải biết, nếu không đồng ý, thì là ngang nhiên đắc tội Lan Vinh. Dù sao, Lan Vinh là cậu của thiếu đế, bình thường ngài và lan vinh cũng có chút gần gũi bọn hắn cũng không phải bề trên hoàng thất như hiền vương quan hệ ấy ít nhiều vẫn có mấy phần kiêm kỵ thấy thế âm thầm thở phào vội bái kiến theo mặt lan thái hậu mây đen răng đầy thằng con dừng trước mặt bà trợn mắt không giữ chút thể diện gì cho bà bà miễn cưỡng chân định tinh thần cố giữ phong độ bảo lui ra lần sau bàn lại đến khi đi hết chỉ còn hai mẹ con mới không khống chế nổi lửa giận hừng hực từ đáy lòng đập bàn bôm bốp mấy lần. Một chiếc vòng tay bằng ngọc bị đập vỡ thành mấy đoạn rơi xuống đất. Bà trợn mắt, thở dồn dập, run cả người, bỗng nhổm dậy đi thẳng đến trước mặt thuốc tiền. Bốp, tát mạnh vào mặt con. Đồ bất hiếu, ta sinh dưỡng mi, vậy mà mi dám mỗ nghịch trước mặt người khác thế hả? Đây có phải mình ta định đoạt đâu? Đôn ý Thái Hoàng Thái Phi cũng đã gật đầu. Mi đừng có đối nghịch khắp nơi với ta vậy chứ. Ta nói cho mi biết, Cuộc hôn nhân của ngươi, cả thiên hạ chỉ ta mới có thể làm chủ. Nhà họ Lan đức cao vị trọng, ngoài con gái nhà đó không ai gánh nổi ngôi vị hoàng hậu đâu. Kể cả Nhiếp chính vương, y là người ngoài, không quản được. Thúc Tiền ôm mặt, lát sau chậm rãi buông tay. Lúc này Thái hậu mới phát hiện, thì ra một chiếc nhẫn mình đeo vừa rồi đã quẹt lên má cậu. Một sợi máu từ từ rỉ ra. Lan Thái hậu lập tức luống cuống, vội vã bước tới định sờ mặt con đã thấy cậu lùi một bước trong mắt như lấp lánh lửa giận nhến răng rít lên từng chữ bà thích lập hầu ai thì lập đi ngôi hoàng đế này ta làm đủ rồi dứt lời bỗng quay đầu chạy thẳng lan thái hậu gọi tiền nhi đuổi theo mấy bước ra tới cửa cung đã không thấy bóng dáng cậu đâu vội cho người đuổi theo xem cậu đi đâu lát sau công nhân quay lại báo hoàng đế bệ hạ đã về tầm cung lan thái hậu mới thoáng thở phào vừa rồi trong cơn thịnh nộ mất khống chế đánh con còn vô ý làm rách mặt nó, cơn giận giờ đã qua đi, Lan Thái Hậu đang hối hận. Xong nghĩ đến chuyện tiến triển không thuận lợi, bản thân không ép được hiền vương, con trai trước chúng để bà xuống đài không được, trong lòng trào lên oán hận vô cùng. Bà thấy đầu vàng ong ong, như ong vỡ tổ bay tán loạn, được người bên cạnh vịn vào mồi ngẩn người một lát, lại bảo người đến tầm cung con xem, biết hoàng đế không có chuyện gì, vết thương trên mặt cũng đã xử lý sơ không đáng ngại, mới tạm yên tâm cho tâm phúc âm thầm suốt cung chuyển lời cho nhà họ Lan. Lan Vinh anh em bà tháng trước đi hoàng lăng cách vài trăm dặm giám sát chuyện tu sửa còn chưa về. Lan Thái Hậu nhức đầu cả đêm, cung nhân bóp đầu cũng vô dụng. Hôm sau trời còn chưa sáng, bà tỉnh táo tự mình đi tầm cung con, định thuyết phục xem sao. Đến nơi, cửa tầm điện còn đóng, cung nhân nói, hoàng đế đêm qua trước khi đi ngủ bảo sáng nay không đi chiều hội, bảo đại thần tự quản, cậu sẽ ngủ dậy trễ chút, không được cậu gọi, không có bất cứ kẻ nào được phép vào quấy giày. Thái hậu đang lo vết thương trên mặt cậu bị đại thần nhìn thấy, nhỡ truyền ra ngoài rằng do mình gây nên e là không ổn. Cậu còn không được, bèn dặn người chăm nom kỹ càng, nếu hoàng đế dậy hãy báo mình, sau đó về cung ngồi đợi. Đợi mãi đến trưa, không biết đã bắt người sang hỏi biết bao nhiêu lần, hoàng đế vẫn chưa thức dậy, không khỏi không yên lòng, thế là lại tự mình sang gõ cửa gọi người, không nghe tiếng trả lời mới đẩy cửa, cho người đứng ngoài còn bản thân vào trong, tới trước giường con. Cách một lớp màn, Lan Thái Hậu lờ mờ thấy bóng con nằm nhưng không nhúc nhích, nghĩ hẳn còn đang giận, bèn nặng nề ho một tiếng, nói. Tiền nhi, mẫu hậu sai rồi, hôm qua đánh con xong mẫu hậu rất hối hận. Con là con của mẫu hậu, sao ta lại không tốt với con chứ? Chuyện hôn sự là ta đều nghĩ cho con, tương lai đợi con tự mình chấp chính, ai mới có thể trung thành với con, trợ giúp cho con lẽ nào con còn không rõ sao? Thái hậu nói xong, hoàng đế vẫn chẳng hề phản ứng, bà bèn vén màn tới gần giường, dụ dỗ. Có phải là con giận mẫu hậu cho gọi cung nữ kia đi không? Là mẫu hậu sai, nếu con thích, mẫu hậu sai người trả lại cho cô ta hầu hạ con. Thái hậu vừa nói, vừa đưa tay dém góc chăn lại cho hoàng đế, đột nhiên, khượng lại, cặp mắt trợn tròn, cả người đứng hình. Trong chốc lát, công nhân chờ bên ngoài nghe một giọng gào tê tâm liệt phế người đâu đám người cuốn quyết chạy vào ngây ra vì cảnh tượng trước mắt trên giường rồm nào có bóng dáng thiếu đế chỉ có một đống gối và y phục thái hậu một tay chống thanh cột giường miễn cưỡng đứng thẳng mặt trắng bệch run rẩy mau đi tìm hoàng đế cơn giận xông lên tim té xuống đất hôn mê bất tỉnh chương sáu mươi bảy Thuốc thận Huy nhận tin trên đường về kinh vào ngày thứ bảy xảy ra chuyện. Sau chấn động, lòng nóng như lửa đốt bỏ lại đại đội cưỡi ngựa gấp rút chạy về kinh. Hai ngày sau, ngày thứ chín, y đổi ngựa tại dịch trạm dọc đường thì gặp Trần Luân xuất phát từ Trường An chạy đến. Trần Luân kể, lúc thiếu đế mới mất tích, đến cả hiền vương Lan Thái Hầu cũng giấu, chỉ nói thiếu đế khó chịu trong người, tạm thời nghỉ lên chiều, bà phái người âm thầm tìm khắp nơi, trong Hoàng Cung, ngoài Hoàng Thành nhưng hoàng thành rộng lớn chừng nào số dân trăm vạn trong phút chốc nào tìm được mãi không thấy tung tích của hoàng đế cũng không thấy ngài tự trở về chiều hôm sau biết không thể giấu nổi mới vô cùng khủng hoảng xin hiền vương giúp đỡ điều tra được đúng là đêm đó thiếu đế chuồn khỏi tầm cung giấu mình vào xe nước cơm mỗi ngày tập trung trước cung không kinh động đến ai cũng không bị cung vệ để ý một mình thuận lợi trốn ra ngoài hoàng đế xuất cung bị mất dấu lại không ai hầu cảnh là chuyện lớn cỡ nào. Lúc ấy Hiền Vương chấn động vô cùng, một mặt tiếp tục dáng chặn tin, một mặt lập tức điều động thân tín bí mật mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ngoại trừ trong ngoài thành Trường An còn nghĩ tới khả năng thiếu đế xuất kinh đi tìm Nhiếp Chính Vương, bèn phái Trần Luân lên đường. Điện hạ cũng đừng quá lo lắng, bệ hạ lẻ loi một mình, nhỏ lớn chưa ra ngoài hoàng thành, nghĩ chắc không đến mức đi quá xa. Nói không chừng mấy ngày nay vi thần ra ngoài, đã tìm được ngài, hoặc là bệ hạ tự mình nghĩ thông suốt đã về cung. Trần Luân thấy khuôn mặt nhiếp chính vương căng cứng, sợ y quá lo lắng, thuật lại tình hình hoàng cung trường an xong lại mở miệng an ủi, thấy y không nói không rằng, nhanh chân ra khỏi dịch xã, xoay mình lên ngựa, biết y muốn tiếp tục đi đường, vội vàng đuổi theo. Đoạn đường này, đội sao mang trăng, đi cả ngày lẫn đêm, rốt cội, ngày 1 tháng 9, đoàn người vào tới trường an lúc này đã hơn nửa tháng từ khi thiếu đế mất tích. Thúc thận, Huy mang phong trần đầy người đi thẳng vào cung, chờ đợi y, là hiền vương phương thanh đang lo lắng và một ít đại thần biết nội tình. Mà thiếu đế thúc tiền, từ hôm mất tích, như đá chìm đáy biển, đến nay vẫn không có tung tích. Trong cung im lặng, về phần đối ngoại thì nói thiếu đế tự dưng mắc bệnh lây nhiễm, không nên ra ngoài. Thấy đã lâu mà hoàng đế vẫn chưa khỏi hẳn lộ mặt, trước đây chưa từng có đám đại thần bình thương kia, có kẻ lo lắng không yên, có người sinh nghi phỏng đoán, khó tránh khỏi dần già bắt đầu truyền đủ loại tin đồn. Hiền Vương nói, hơn nửa tháng nay đã tìm khắp mọi chỗ có thể trong hoàng thành, hiện giờ tiếp tục tìm những vùng kinh kỳ xung quanh Trường An. Vốn hy vọng lớn nhất là thiếu đế chạy đến chỗ nhiếp chính vương, giờ đã thua, chỉ còn gửi gắm hy vọng rằng thiếu đế giận dỗi xuất kinh, đang ở đâu đấy gần Trường An giải sầu ngoài ra cũng thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc ngài ấy có thể đi đâu. Hiền vương cực kỳ tự trách, bảo mình vô năng, đã phụ nhấp nhở của nhiếp chính vương trước khi xuất kinh, gây ra hỗn loạn nguy hiểm quốc thể lớn đến vậy. Nói, run rẩy hướng lấy thúc thận huy liền muốn hạ bái tà tội. Sau khi xảy ra chuyện, Lan Thái Hậu bệnh không dậy nổi, toàn bộ hai bên nội cung và triều đình đều đặt trên vai hiền vương hiền vương một bên tiếp tục chủ trì triều chính trấn an đại thần, một bên phải tìm người khắp nơi, lo lắng hết lòng ngày đêm, vốn đã có tuổi, bị dày vò một trận đợi đến khi thúc thận huy về, đã có phần không chịu nổi. lúc bái xuống suýt thì khó đứng thẳng được, thúc thận huy tiến lên nâng người dậy, vững vàng đỡ lấy nhẹ lời an ủi, rồi lập tức sai Trần Luân đưa Hiền Vương về phủ nghỉ ngơi trước, toàn bộ chuyện còn lại cứ giao cho y. Bọn Hiền Vương đi rồi, một mình y đứng ở tây các điện tuyên chính, cao mày chặt, đang xuất thần thì nghe tiếng bước chân rồn rập. Lan Thái Hậu đang nằm trên giường bệnh được hai bên đỡ gượng dậy, chạy tới. Bà vốn cực kỳ chú trọng dung nhan, bình thường phàm là xuất hiện trước mặt người khác nhất định phải ăn mặc đẹp đẽ, ung dung hoa quý, đến ánh mắt cũng lộ sắc vàng. Xong mới hơn nửa tháng, dáng vẻ bà thay đổi hẳn. Đã mấy hôm bà ăn không trôi, tóc rối bời, mặt trắng bệch, mắt đỏ bừng, sưng húp, vào đến nơi, môi đã không khống chế nổi mãi run run bà vẫn mặc y phục hoa lệ xong người như đã mất đi thần hồn, chỉ còn thể xác trống rỗng. Điền hạ, tam đệ. Bà gọi thúc thần huy, nước mắt trào ra. Cuối cùng đệ đã về, ta ngày nhớ đêm mong, đệ mau giúp ta ngẫm xem, đệ mau ngẫm xem, tiền nhi có thể đi đâu, đều là tại ta, ta không nên cãi nhau với nó, nhưng là vì ta muốn tốt cho nó, thật sự vì muốn tốt cho nó, sao nó không chịu thông cảm với lòng ta chứ cặp mắt sưng đỏ của Thái Hậu trào nước mắt, vùng khỏi hai bên nâng đỡ, không màng thể diện, nhào tới thúc thận huy như nhào vào một cọng cỏ cứu mạng, rũi mười ngón tay như mười cây gậy của bà siết chặt cánh tay y. Bà vốn bệnh đến sắp chết, giờ không biết sức lực ở đâu, ngón tay dùng lực cực lớn ghim thật chặt cánh tay khỏe khoắn của thanh niên này. Tam đệ, đệ mau nghĩ đi, đệ mau nghĩ giúp ta, đệ nhất định phải giúp ta tìm tiền nhi, coi như tàu tử van đệ, đệ nhất định. Bà lại, chợt lộ tia sợ hãi. Tam đệ đệ nói xem, có khi nào tiền nhi gặp chuyện ngoài ý muốn không? Một mình nó xuất cung không có ai bên cạnh, có thể gặp kẻ ác nào rồi không? Nó còn nhỏ quá, có thể nào tự nghĩ quẩn trăng? Bà run lẩy bẩy như muốn đứng không vững. Thúc thận huy nén nỗi chán ghét, chỉ gỡ ngón tay bà khỏi tay mình sai người đưa bà về tầm cung dưỡng bệnh. Lan Thái Hậu mới như tỉnh táo lại chút, cuốn quyết nói. Tam đệ, đệ tuyệt đối đừng hiểu lầm Lan Vinh tất cả đều là do ta chủ trương, anh ấy một lòng tận trung triều đình, luôn răm rắp nghe theo tam đệ, lúc đó anh ấy không có ở kinh thành, anh ấy không biết. Thúc Thận Huy nghiêng mặt nó qua cửa sổ, thấy một tâm phúc của Lưu Hướng đang vội vàng chạy đến, bèn bỏ Lan Thái hậu đang còn không ngừng giải thích, cất bước ra tây các. Lưu Hướng và y mới về Trường An đã gia nhập vào hàng ngũ lục soát, hiện đưa tới một tin tức mới nhất. Vùng hạ du phía Bắc sông vì có người phát hiện một xác chết trôi đã chết mấy ngày tuổi tác tương tự người muốn tìm. Nhưng vì trời hè nóng bức, xác chết trôi ngâm nước nhiều ngày, mặt mũi sưng vù tổn hại, trong phút chốc không dám xác nhận, phong tỏa trước mới mời y lập tức đi xem. Thuốc thận huy như bị trúng trọng truy, mắt tối sầm, lòng bàn tay tứa đầy mồ hôi lạnh. Y từ cửa bên hoàng cung lặng lẽ chay ra khỏi thành, phi nước đại chạy tới chỗ phát hiện xác chết. Bên bờ đã căng màn che kín, binh sĩ đuổi đám đông rảnh rỗi chạy tới xem náo nhiệt gần đó. Liêu hướng đưa người trông coi dọc bờ, thấy y phóng ngựa tới, cất bước ra đón. Thúc thận huy vừa vào màn tre bên sông, một cái xác bọc trong lớp vải đập vào mắt. Y đứng ở cửa lều, cảm giác không thể di chuyển. Y nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng định thần cất bước đến cảnh cái xác, ngồi xuống, chậm rãi sốc lớp vải phủ. Lưu hướng chờ bên ngoài, tâm tình vô cùng nặng nề. Ông không thể tưởng tượng nổi, nếu thật sự cái xác trong lều kia chính là thiếu đế, triều đình sẽ đi đâu, mới vừa có biến liên tục. Đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng bước chân trong lều. Một bóng dáng quen thuộc từ trong đi ra, ông lại gần, không dám hỏi, chỉ chờ mong nhìn nhiếp chính vương. Thần sắc ngài bình tĩnh, khẽ lắc đầu. Lưu hướng hiểu được, ông nhẹ thở phào, đưa mắt nhìn nhiếp chính vương cất bước rời đi, mới sai đám người thu màn, báo trưởng an đến xử lý xác chết trôi vô danh. Cháu mình từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, da mịn thịt trắng, song trên chân có một vết sẹo bỏng. Là lúc nhỏ cậu ta chơi với lửa để lại, tuy mặt mũi xác kia khó phân, da ngâm nước xương phù, song cẩn thận phân biệt thì tìm không thấy vết sẹo. Không phải cháu mình, thúc thận huy đi tới chỗ ngựa, thấy phía đối diện có người cưỡi ngựa vội đuổi tới, thấy y, ngựa còn chưa dừng đã tung người xuống ngựa, xông tới y, quỳ sụp xuống dập đầu thật mạnh. Vi thần có tội, tội đáng chết vạn lần. Lan Vinh chạy tới sau khi thiếu đế mất tích, ông nghe ngóng xong từ chỗ giám sát hoàng lăng gấp gáp quay về. Cùng lúc đó, ông đưa người hối hả ngược xuôi tìm kiếm khắp nơi, đã liên tiếp mấy đêm chưa hề chợp mắt. Lúc này mặt ông sạm đen, vẻ tiêu tụy, tơ đỏ đầy đáy mắt, ngừng lên, chán đã bị sỏi cắt cảnh bãi sông chọc thùng, rách ra chảy máu. Vi thần có tội, ông lặp lại, quỳ trước mặt nhiếp chính vương nghẹn ngào nói, ánh mắt dừng ở màn tre gần bờ sông, lộ vẻ sợ hãi. Điện hạ, ở trong đó. Ông dừng lại, không có dũng khí hỏi xong câu kia. Thúc thận huy mặt như nước sâu, đứng thẳng, nhìn ông một lát, rốt cuộc thản nhiên nói. Không phải. Lan Vinh như hết nhịn nổi, nghe vậy quỳ im co quắp, bỗng thấy nhiếp chính vương cất bước đi ngang mới sốc tinh thần đứng dậy, đuổi theo, lại quỳ xuống chặn y lại. Điện hạ, việc đã đến nước này, vi thần tự biết chịu tội sâu nặng, tất cả đều do vi thần mà ra, vi thần tuyệt đối không cố giải vây cho mình. Vi thần chỉ có một câu, tuyệt đối không dám còn có ý nghĩ sằng bậy lập con gái làm hậu. Nếu điện hạ không tin, vi thần phát thề, nếu có nửa câu nói sàm. Ông xoay qua sông vị, nhìn dòng nước cuồn cuộn tuôn trào trên mặt sông, thề. Thì hãy để Lan Vinh Tán thân dưới đáy sông vị Trường An, vĩnh viễn bỏ xác trong bụng cá, vĩnh viễn, không được siêu thoát. Thúc thận huy xoay mặt nhìn ông một lát, nói. Lan tướng quân đứng dậy đi, việc cấp bách là tìm người trước đã. Lan Vinh vội dập đầu, đứng dậy nói. Vâng, vi thần đi ngay. Thúc thần huy về cung khi trời đã tối. Tin tức các nơi về đây hôm nay vẫn không có bất kỳ tiến triển. Phía Lan Thái Hậu truyền lời, bảo bà liên tiếp mấy ngày không ăn uống. Cực kỳ đau buồn, sau khi hồi cung ban ngày, đầy kích động bất tỉnh. Thái y đang chảy chữa, lại có tin. Đại thần nghe nói hôm nay y về, nhào nhào chạy tới. Lúc này cửa cung đã đóng, đám người đang tụ tập bên ngoài. Hiền vương nghe thấy chạy tới, cùng Phương Thanh nói, nhiếp chính vương vừa năm tuần trở về, trên đường vất vả, lệnh cho quan viên rời đi trước, xong chả ai chịu đi, vẫn tụ tập ngoài cửa cung như bình thường đợi chiều sớm. Thúc thận huy lệnh mở ra, cho người vào. Lý Tường Xuân Trương Bảo giúp y thay y phục, y nhắm mắt giang tay, đứng trước tấm gương lớn bằng vàng mài nhẵn đến soi được, không nhúc nhích. Lý Tường Xuân hai tay bưng mũ quan, cuối cùng vững vàng đội lên cho y. Điện hạ, ổn rồi. Lý Tường Xuân thấp giọng. Y mở mắt, cũng không nhìn dáng vẻ mình trong gương, bước ra ngoài. Tuy đêm đã khuya, trong điện tuyên chính Hoàng Cung vẫn thắp đèn sáng trưng. Hơn 10 vị quan trung thành trong kinh và tứ phẩm trong chiều trở lên đang đứng. Họ đứng tại vị trí của mình nhắm mắt chờ đợi. Có người tụm ba thấp giọng bàn tán, tiếng xôn xao ầm ĩ, cùng với tiếng thái giám hô báo. Nhiếp chính vương đến, chợt im bặt mà dừng. Đám người đang có lòng riêng nhanh chóng về chỗ, Thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cửa điện. Nhiếp chính vương đến, y thân mặc triều phục, giữa rất nhiều ánh nhìn quan sát, nện bước nhất quán trầm ổn mà mạnh mẽ xuyên qua điện đường, lên ngồi vào vị. Đám người hành lễ với y. Trong ánh sáng như ban ngày, y ngồi ngay ngắn, khuôn mặt nghiêm túc, thần thái sáng láng. Sau nhiều ngày liên tiếp thiếu đế chưa từng lộ diện, dù trong cung đưa lý do ngài bị bệnh lây nhiễm không thể gặp người nhưng mấy hôm nay trên dưới triều đình đã âm thầm bắt đầu đồn đại nghi ngờ thiếu đế có thể có sự cố không thể nói rõ thậm chí có lẽ nguy hiểm đến quốc thể dù sao đã có điều động đến binh sĩ sáu quân sĩ có cố che giấu bí mật lấy cơ tuần tra chị an theo thượng lệ cũng khó mà hoàn toàn không một gợn sóng đám người không khỏi lo sợ không yên càng cảm thấy kinh khủng nhưng giờ phút này đêm nay nhìn thấy nhiếp chính vương ra mặt trên triệu ngoài việc thiếu vắng một người ngồi phía trên ngài còn lại không hề khác biệt. Cảnh tượng ấy khiến rất nhiều người trong cung điện lúc này như được cho uống một viên thuốc an thần. Cảm giác lo lắng và kinh khủng ban đầu biến mất. Cũng có người không kiêng kỵ, sau khi thả lòng, thậm chí còn đoán, dù thật sự trời sập như dự đoán, nếu nhiếp chính vương tuận thế lên ngôi, thật ra đối với triều cục không chút nào ảnh hưởng. Rất nhiều người đứng dưới mái điện lúc này đã từng nghe nói, lúc võ đế còn sống, hình như đã từng cân nhắc truyền vị cho an nhạc vương, song khi đó, Minh đế thân là thái tử cũng là vị thái tử rất được lòng người, huynh hữu đệ cung, không chút sai lầm, võ đế mới từ bỏ ý định. Nói một câu đại bất kính, coi như đây là lời đồn không chút căn cứ, cho đến hôm nay, so với thiếu niên đang ngồi trên môi cao, như thế này, nói không chừng càng có lợi cho đại ngụy. Triều thần vốn đang lo nghĩ bất an, tự chạy đến cầu kiến, giờ đây, chào hỏi xong, nghe ngài hỏi trong đêm tụ tập có gì tấu lên, bèn nhìn nhau, không một ai ra khỏi hàng lên tiếng cuối cùng rối rít cúi đầu thúc thần huy nói luôn các vị đại thần tập hợp vì chuyện gì bổn vương biết bổn vương cũng là trên đường về biết được chuyện bệnh tật của bệ hạ đầy lo lắng mới gấp gáp chạy về kinh hôm nay bệnh của bệ hạ trong một lúc không thể khỏi hẳn thái y nói có thể lây nhiễm cho người tới gần mấy ngày cần thôi chiều dưỡng bệnh y nói tiếp các đại thần quan tâm bệnh tình bệ hạ bổn vương rõ có điều y đảo mắt qua người liên can đang trầm mặt trước mặt, không dừng lại, giọng điệu đột nhiên nặng nề đi. Sao ta lại nghe nói, đêm nay các người tụ tập đến đây, cũng không phải chỉ là từ tấm lòng lo lắng cho bệnh thể của bệ hạ, mà có duyên cớ khác. Vẫn không ai lên tiếng, cảm thấy ngột ngạt, trong điện to lớn, ngoài tiếng nói của y, không một tạp âm. Cho dù bệ hạ vì bệnh tình không thể chấp chính, nhưng trên triều đình, còn có hiền vương và trung thư lệnh do bổn vương ủy thác phục chính trước khi xuất kinh hai người họ bảo vệ bệ hạ, lo liệu triều đình, cẩn trọng, hôm nay ta xem qua, không một sơ hở. Mấy ngày qua, là chậm trễ sách lược vì thiên hạ của các người, hay là phát thiếu than củi gạo lộc cho các người. Làm như không thấy, tin vào tin đồn hiểm ác vô căn cứ kẻ xấu dắp tâm tung ra, trong đêm cố tình ép buộc tụ tập ngoài cung, ồn ào náo loạn bệ hạ, chả lẽ, không ai e sợ không có người thì thiên hạ bất loạn sao. Thần sắc y nghiêm khắc, từ ngữ chu tâm, cực kỳ hiếm thấy nói xong đứng dậy, giọng điệu gay gắt. Nếu đêm nay bồn vương không xuất hiện, đại thần các người phải chăng sẽ y pháp không trách chúng, đứng mãi ngoài cung nhiễu loạn triều cương. Đám người bị hỏi đến hối hận không dám nói, kinh hãi vô cùng, đến khi lời y vừa dứt đã nhao nhao quỳ xuống thỉnh tội, nói mình tuyệt đối không hề giá tâm, đêm nay chạy đến, ngoại trừ lo lắng bệnh tình của hoàng đế bệ hạ, cũng là vội vã muốn biết thành quả nam tuần chuyến này của nhiếp chính vương. Thúc thận huy mới đầu trầm mặt, đợi đám người tỏ thái độ xong xuôi mới từ từ đi sắc mặt nói bổn vương lần này nam tuần rất thuận lợi cụ thể thế nào đợi đại đội đi cùng về tới kinh thành sẽ tự chuyển văn thư xuống đến trường đó tất cả sẽ rõ nếu đêm nay không còn việc gì khác vậy giải tán cũng không còn sớm mai còn có triều hội đại thần câm như hến cùng kêu vâng bái xong rời khỏi điện tuyên chính trên đường ra cung không ai dám trâu đầu ghé tai ai nấy ngậm miệng ra cửa cung đường ai nấy đi, chạy về nhà. Hoàng cung dưới bóng đêm khôi phục yên tĩnh như xưa. Thúc thận huy một mình đứng trong đại điện trống trải thật lâu, bước vào thư phòng của cháu. Nơi đây là chỗ đưa cháu ngày ngày phê duyệt tấu trương sau khi bãi chiều. Cùng nhân dĩ nhiên đã thắp đèn, y chậm rãi bước vào, nhìn chỗ bàn cạnh giường xếp sách bút mực, trước mắt như hiện ra hình ảnh năm cậu vừa kế vị, đang ngồi bên bàn đột nhiên ngẩng lên phàn nàn với mình nỗi muộn phiền của chính vụ tâm tình vô cùng nặng nề. Là lỗi y, dạy bảo không thỏa đáng. Nếu lúc hồi âm ấy, bất chốc thuyết giáo cao cao tại thượng, thông cảm nhiều hơn cho lo nghĩ của cậu, nói thẳng cho cậu biết, mình tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện lập con gái nhà họ Lan làm hậu, nói không chừng, cậu cũng sẽ không nghĩ quần trong phút chốc, vứt mặc hết thảy mà trốn đi. Thúc thận huy nén nỗi lòng, giữ tỉnh táo bắt đầu kiểm tra thư phòng, hy vọng có thể tìm được chút manh mối cho thấy hướng cậu có thể đi. Không có gì cả hôm đó cậu cháu tức giận trốn đi, không để lại đôi câu vài lời. Thiên hạ rộng lớn, một thân một mình nó, không đi tìm mình, vậy thì sẽ đi đâu? Đang đứng sững, đột nhiên, y nghĩ tới một người, run sợ. Phải chăng nó gan to bằng trời, một mình đi nhạn môn thăm nàng. Sau khi nàng vào kinh thành, thái độ đứa cháu đối với nàng hoàn toàn khác ban đầu. Y cố gắng để ý nghĩ gần như hoang đường xuất hiện trong lòng, khép mắt nhớ lại cảnh hôm đứa cháu đưa tiến mình và nàng ấy xuất kinh. Nhớ lúc nàng đã lên xe ngựa, đứa cháu bỗng tiến lên, hẹn lúc nàng về tỉ võ với cậu. Lúc ấy y đứng bên cạnh, đứa cháu không bỏ cuộc, y thấy rõ rành rành. Tim thúc thận huy thình thịch nhảy, máu lạnh cả người như bị thứ gì dùng sức khuấy lật, đến chân tóc cũng như bốc hơi nóng xèo xèo ra ngoài. Y choàng tỉnh, đi đến trước bàn sách của thiếu đế nơi đó còn một chồng tấu trương chất đống đưa đến ngay hôm cậu chạy trốn. Y nhanh tay lật ra bàn trên cùng, ánh mắt đã hóa cứng. Là chiến báo từ nhạn môn, nói tướng quân trường Ninh từ tuyến phía Bắc thành công đột nhập vào trong vùng U Châu, đã thuận lợi đến thành phong diệp. Người đâu? Thúc thận huy bỗng quay đầu cao giọng gọi người. Hôm xa có tin từ lưu hướng truyền về, khoái mã điều tra các dịch trạm ven đường từ Trường An đi hướng nhạn môn mấy dịch xá trong đất kinh triệu không gì dị thường nhưng sau khi ra khỏi kinh triệu vào quận bắc ở một dịch xá tên là võ nhai hơn 10 ngày trước nửa đêm từng có một thiếu niên vào tới cầm trong tay một phong sắc lệnh từ trong cung lệnh cho dịch xá ven đường toàn lực cung cấp bảo chấp hành chuyện cần kíp giải quyết của triều đình cần khoái mã gấp lúc ấy dù quan dịch cảm thấy tuổi người đó còn hơi nhỏ nhưng khi thế đối phương tràn trề ấn phù cũng hoàn toàn ăn khớp không thể làm giả bèn cho rằng là người cung đình bí mật phái ra giải quyết công việc, không dám hỏi nhiều, mới theo yêu cầu chuẩn bị khoái mã và lương thực, tiễn người. Lưu hướng kết luận, căn cứ diện mạo theo miêu tả, thiếu niên chạy ra phía bắc kia, đúng là thiếu đế không còn nghi ngờ. Thúc thận huy định thần, xuất cung đi phủ hiền vương. Lục y quay lại đã là nửa đêm, chuẩn bị sơ sài, không hề dừng lại, vào canh bốn dạng sáng dẫn theo một đoàn người cưỡi ngựa ra khỏi thành, lập tức đạp trên ánh trăng, mau chóng đuổi về hướng phía Bắc. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 68. Hơn một tháng trước, khi Đại Hách Vương biết được Khâm Long dẫn binh chạy đến tám bộ, ông đã biết, chỉ dựa vào sức người của mình và hai bộ lộc sơn mà mình có thể hoàn toàn điều hành, tuyệt đối không nửa phần thắng. Khâm Long là mãnh tướng nhất nhì đương chiều của nước địch, không chỉ thế, tên này phát rồ, không chút nhân tính, riêng cái biệt danh nhân đồ, đã khiến người nghe thấy tin đã sợ mất mật năm đó chính gã đã cướp quận Yến, châu phủ U Châu từ trong tay người Tấn, vào thành rồi, binh sĩ đốt giết, gian, dâm, việc áp bất tận, nghe nói, đồ thành xong, thi thể người dân nước Tấn xếp thành núi, cuối cùng chỉ có thể phóng lửa đốt, lửa to mút trời 7 ngày 7 đêm mới tắt. Phủ Nam Vương lần này phái gã đến đây, có thể thấy đối với việc phát binh lần này, đã ôm dục vọng mãnh liệt cỡ nào. Lúc ấy Đại Hách Vương Bèn lập tức điều động người đưa tin về Nhạn môn xin giúp đỡ. Trước sau tổng cộng phái ra ba nhóm, không ngờ nửa đường, toàn bộ đều bị Bạch thủy bộ vương chặn giết. Cùng ngày với lần cuối cùng gửi thư, đoàn quân bị ép lui vào thành Phong Diệp mà ông ôm ấp nhiều năm. Hy vọng duy nhất chính là viện quân Nhãn Môn mau đến. Theo như ông tính toán, nếu lần này thần linh chiếu cố, có thể đưa được thư ra, ước chừng cần 10 ngày đường. Quân Nhãn Môn thảng có ý giúp đáp lại, lập tức phát binh, nhanh nhất dự tính cũng phải mấy tháng. Nói cách khác, trong mọi điều kiện tiên quyết đều thuận lợi. Phong Diệp Thành nhất định phải thủ vững chi ít nửa tháng, mới có thể chờ viện quân đến. Khâm Long lãnh binh đuổi tới thành Phong Diệp, tự mình đóng đô, hạ trại ở ngoài thành, chỉ huy tấn công thành. Đây đối với quân dân trong thành Phong Diệp là uy hiếp và áp lực to lớn cỡ nào. Nhưng hy vọng viện quân đến, nương nhờ vào kiên cố của thành Phong Diệp, dân trong thành dưới sự dẫn dắt của cha con đại hách vương quả thực đã chặn được nhiều lần phát động tấn công từ ngoài thành. Vốn là, nếu cứ kiên trì vậy, thủ nửa tháng dù có gian nan, tất nhiên cái giá phải trả cũng sẽ thê thảm, nhưng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Có ai ngờ, ngày 8 hôm trước, lúc thủ thành bước vào ngày thứ 20, ngoài thành dừng lại cường công, đổi lại lúc nửa đêm đột nhiên bắn tên lửa có bôi dầu hỏa ở đầu mũi vào trong thành. Chỉ ít hai ba mươi vạn mũi tên cột đầu lửa, hợp thành từng đợt rồi từng đợt dừng tên và mưa lửa dọc theo thành chỉ từ bốn phương tám hướng bay qua tường thành bắn vào bên trong. Hiện giờ đang vào thu, trời vật khô hạn, hỏa công kéo dài một đêm, khắp nơi trong thành bốc cháy, lửa lớn lan tràn, chẳng những đả thương người vô số mà còn đốt đi rất nhiều nhà dân. Đại Hách Vương cũng bị thương trong trận hỏa công này, vết thương không tính là nhẹ. Không chỉ thế, hỏa công đêm qua còn mang lại hậu quả có thể gọi là chí mạng. Lúc đó gió đêm mãnh liệt, lửa lớn lan tràn bay tới kho lúa trong thanh kho lúa nằm dưới đầu gió. Tiêu Lê Tiên dẫn binh ra sức cứu lương thực dự trữ, song thế lửa cuốn đốt thực sự quá nhanh, cuối cùng cứu ra chưa đến một hai phần. Lương thực dự trữ là phần quyết định trọng yếu trong thủ thành. Lương thực trong thành vốn đủ cho quân dân tự cấp, kiên trì ba bốn tháng không thành vấn đề, bây giờ một mùi lửa, người người trong thành khủng hoảng không nhà để về, ngoài thành mượn cơ hội phát động tấn công mạnh mẽ, ba ngày trước, cửa thành suýt nữa bị phá là tiêu lễ tiên và người cha đang bị thương leo lên tường thành, dẫn đầu một đám dũng sĩ trung thành đẫm máu chống cự, cộng thêm đối phương có vẻ thiếu tên, không thể vừa phát động công thành phối hợp tiễn trận với lực sát thương cực lớn, cuối cùng đối phương tạm thời lui binh. Nhưng hiển nhiên, tiếp tế ngoài thành chẳng mấy chốc sẽ đưa đến, mà khẩu phần lương thực trong thành phong diệp sẽ rất nhanh tiêu hao hầu như không còn, hy vọng viện quân từ nhạn môn với điều kiện tiên quyết là tin tức đưa đến kịp thời, tính ra nhanh nhất cũng còn phải nửa tháng mới đến được lương thực cấp bách, đại hách vương bị thương, lòng người dao động, khủng hoảng lan tràn. Tiếp tục như vậy, có thể kiên trì thêm nửa tháng không? Còn một khả năng, tiêu lễ tiên thậm chí không dám suy nghĩ nhiều. Đó chính là cho dù phía bên này anh còn thủ vững được, song ai biết đến cùng hôm nào viện quân mới đến. Thậm chí, có thể bọn họ không đến. Những ngày qua vì cổ vũ sĩ khí, anh ta luôn luôn nhiều lần nhấn mạnh với thủ hạ, viện quân nhạn môn chắc chắn sẽ đến đúng thời hạn mà thực tế chính trong lòng anh, hoàn toàn không chút mãnh liệt nào. Kiến trúc gần ngoại thành trong trận lửa chiến 8 ngày trước bị thiêu đến san thành bình địa. Giữa trưa, trong một khu chỉ huy tiêu lễ tiên tạm thời lắp đặt gần đó, đang hỏi lang trung thương thế của cha đại hách vương, bỗng, anh nghe được tiếng thét bén nhọn ngoài thành, lập tức căng thẳng, tưởng trại địch ngoài thành lại chuẩn bị phát động tấn công. Anh gấp rút chạy ra, leo lên tường thành, từ xa nhìn thấy trại địch không động, từng sợi khói lò bốc lên, hẳn đang chôn nổi nấu cơm. Chỗ phát ra tiếng ồn ào ở gần cổng thành không ai khác, là người của Bạch Thủy Bộ Vương, dẫn đầu là con trai của Bạch Thủy Bộ Vương, tên Diệp Kim. Tên này dẫn theo hơn trăm người, cưỡi ngựa đi về trên vùng đất trống bị lửa dầu thiêu cháy đen ngoài cửa thành, là hét khiêu khích từng trận, thấy tiêu lễ tiên xuất hiện trên đầu tường, cao giọng Tiêu lễ tiên, thừa dịp đô ý Sương Hải còn chưa tới, ta khuyên ngươi và lão già phụ vương kia của ngươi mau mau mở cửa thành, cùng quỳ trên đất, gọi ta ba tiếng ông nội, dâng em gái của ngươi lên đây, xét tình cảm xưa kia, nói không chừng tiểu vương ta sẽ đi cầu tình trước mặt tướng quân Khâm Long, tha cho mạng ghẻ cha con ngươi. Nếu không, chờ đô ý Dương Hải đến công phá thành phong diệp, đến chừng đó, các ngươi có quỳ xuống đất liếm chân ta e cũng không còn kịp. Vương nữ đại hách tiêu lâm hoa có Mỹ danh riêng, là đệ nhất Mỹ nhân tám bộ, lúc trước diệp kim cầu hôn bị từ chối, mãi ghi hận trong lòng, giờ mượn cơ hội mở miệng nhục nhã. Tùy tùng của gã cười cợt ăn theo, trong tiếng cười sen lẫn lời lẽ ô uế, theo gió đưa lên đầu thành từng đợt, thật là khó nghe. Binh sĩ trên đầu thành đều phẫn nộ, nhao nhao bắn tên. Nhưng làm gì được kẻ kia phóng ngựa trốn sau gò phòng ngự, tiếp tục hô to vào trong thành, ngoài nhục nhã cha con họ tiêu còn giải lời đe dọa. Người trong thành nghe đây, đừng tưởng rằng các ngươi làm rùa đen rút đầu, chúng ta cũng không biết rằng lương thảo trong thành đều cháy sạch nhé. Ta nói cho các ngươi biết, viện quân nước ngụy không đến được đâu. Tướng quân Khâm Long tự thân đến đánh lén, toàn quân nước ngụy bị diệt, hiện giờ tất cả đều chết nửa đường. Các ngươi còn nằm mơ cho là chúng sẽ đến cứu ư. Thành phong diệp không thủ được, mau mở cổng thành đi, dâng tiêu lâm hoa, tướng quân Khâm Long có lẽ còn cân nhắc tha cho các ngươi, bằng không, đợi đến đô ý Sương Hải trở về, đến lúc đó, tất cả các ngươi chỉ một con đường chết. Lời Diệp Kim cũng không phải hoàn toàn là đe dọa đại tướng khâm long nước địch xưa nay tự phụ trước khi xuất binh lần này hoàn toàn không đặt tám bộ vào mắt điều cân nhắc duy nhất chính là viện quân từ hướng nước ngụy song cũng không quá để bụng kế hoạch của gã vốn là mau chóng phá thành sau đó đổi hướng đối phó quân ngụy trên đường chặn giết đoàn người giữa đường đánh một đòn phủ đầu vào nước ngụy mở ra tuyên chiến đối với nước ngụy không ngờ thành phong diệp cũng không dễ nhằn làm chậm trễ gã gần một tháng không thể tiếp tục trì hoãn nữa nhớ tới trước xuất binh khoác lác trước mặt Nam Vương, khó tránh khỏi có phần vội vàng sao động. Trước khi phát binh lần này, ngã từng phái gián điệp vào thành phong diệp, biết vị trí kho lương trong thành. Đêm đó thừa dịp đúng hướng gió, cộng thêm gió lớn, chuyển từ cường công thành hỏa công, trong thành lửa ngút trời, ở mảng đất lớn ngoài thành xác lúa chưa cháy hết cũng theo gió rơi xuống, xem ra đúng là từ kho lương. Vì thế khâm lòng phán đoán lương chữ trong thành đã hủy, biết cha con họ tiêu không kiên trì được bao lâu. Sau đó, gã lại nhận được tin, viện quân từ nhạn môn tới thế mạnh không thể đỡ, bất ngờ liên tiếp phá hai cửa ải mình bày trên đường, bây giờ đang hành quân đến cửa ải cuối cùng. Khâm Long thấy, cha con họ tiêu trong thành phong diệp trong cuộc tiến đánh của gã, là giết gà dùng dao mổ trâu. Lần này mục tiêu chủ yếu gã xuất chiến chính là tiêu diệt ngụy quân. Bây giờ cha con họ tiêu như thú bị nhốt đã bị rút nanh vuốt, chỉ chờ tới lúc quân nhu bổ sung mà y phái người thúc giục từ xương hải đến, bắt giữ là chuyện tất nhiên. Gã há chịu đợi không ở đây, ba ngày trước, đã giao việc công thành cho Tô Lỗ, một đội úy dưới trương khác, thống ngự toàn bộ phản quân tám bộ bao gồm cả cha con Bạch Thủy Bộ Vương, sau đó tự mình đi đón đầu diệt tận người ngụy giữa đường. Động lực lớn nhất để lực lượng trong thành phong diệp sở dĩ có thể kiên trì đến tận bây giờ, chính là tin tưởng viện quân nước ngụy nhanh chóng tới kịp. Đến giờ này lời lẽ của tên phản đồ tám bộ diệp kim theo gió thổi tới, chui vào trong tai binh sĩ đầu tường. Tuy có đầu lĩnh hô hào, bảo Diệp Kim chỉ bịa đặt, không thể tin. Song trong lòng mọi người, vẫn thấy hơi khủng hoảng khó tránh, tốc độ bắn tên trùn theo. Đám Diệp Kim ngoài thành cảm giác được, biết tấn công tâm lý có hiệu quả, càng thêm càng rỡ. Tiêu lễ tiên đứng ở đầu tường, kéo cung, nhắm chuẩn bóng người nhảy choi choi ngoài thành kia, đang định bắn ngã, bỗng, nơi chân trời vùng bình nguyên xa xa xuất hiện một đội kỵ binh, bóng như rồng bay, như một lớp mây đen to lớn áp xuống, nhanh chóng trải ra về phía thành phong diệp. Giữa trưa, nắng trói mắt dọi xuống đầu, lại hơi xa nên không nhìn rõ hình dáng đội kỵ binh, nhưng đối phương là từ phía sau địch doanh tới, chỗ đó hướng đến U Châu. Không hề nghi ngờ, đội đang chạy đến này đoán chừng có 2.000 nhân mã, chính là người của đô úy Sương Hải mà Diệp Kim đề cập. Doanh trại quân địch ngoài thành cũng có phản ứng như suy đoán của anh. Đội quân ngày càng gần, chạy rất nhanh đến, ẩn hiện có thể nhìn thấy y phục đám kỵ binh, là quân địch. Trong địch doanh rối loạn tương bừng, có người xếp hàng ra ngoài nghênh đón. Đám Diệp Kim quay lại nhìn thêm mấy lần, hương phấn không thôi, cuồng giống. Đô ý Sương Hải đã về, tiếp tế đô ý Sương Hải mang theo đã về. Thành phong Diệp hôm nay chắc chắn sẽ phá, cha con họ tiêu, chịu chết đi. Tiêu lễ tiên biết rằng sắp có một trận đối chiến thảm liệt dáng xuống rất nhanh. Thậm chí vô cùng có khả năng, trận này liên quan đến sống chết và vận mệnh cả thành. Anh nhìn đội kỵ binh người địch xa xa càng lúc càng tới gần, đè nén cảm giác thảm thiết vô lực tuôn ra trong lòng, không còn màng tới tên phản đồ vô xỉ diệp kim, buông cung tên, sốc tinh thần, ra lệnh binh sĩ trên tường lập tức gấp rút phòng giữ, còn bản thân lập tức quay người, dọc xuống hành lang, định kêu gọi lực lượng chuẩn bị chiến đấu, lại thấy đại hách vương người khoác chiến giáp, dưới sự bảo vệ của bảy tám thuộc cấp trong tộc, bước nhanh về phía này đại hách vương bị thương không nhẹ mấy hôm nay ngừng chiến ông đang dưỡng thương tiêu lễ tiên không ngờ đến lúc này ông lại khoác chiến giáp chạy ra bèn chạy vội tới gần vừa đỡ người vừa nói phụ vương ở đây giao cho con ngài không cần lên đại hách vương nói ở đây còn có ta còn có các chú bác của con không cần con quan tâm ông đưa mắt nhìn con thấp giọng nếu có thể giữ vững chờ được người ngụy đến thì không còn gì bằng nhưng nếu thực sự đợi không được, ta đã chuẩn bị cho con một đội quân, một khi thành phá, con không nên chần chừ, lập tức dẫn em gái từ cổng Tây giết ra, đến nhạn môn tìm nơi nương tựa. Ban đầu tiêu lễ tiên kinh ngạc đến ngây người, tỉnh táo lại, vô thức lắc đầu, đang định từ chối thì thấy cánh tay đau đớn, đại hách vương đã siết chặt tay anh, nghiêm nghị nói. Đó là mệnh lệnh của ta, cũng là ý các chú bác con, người ngụy có câu, giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt. Con giữ lại mạng sống, dẫn theo em gái đi, nói không chừng tương lai còn có cơ hội trở về." Tiêu Lễ Tiên nhìn các tộc lão và thuộc cấp sau lưng Đại Hách Vương, ai nấy đều nhìn mình, thần sắc trang nghiêm, biết toàn bộ đã chuẩn bị theo Đại Hách Vương thủ thành đến một khắc cuối cùng xong, hốc mắt nóng lên, dù lòng đầy không muốn xong không còn cách nào khác. Mặt anh đỏ hoe, thấp giọng thưa vâng. Đại Hách Vương lộ tia mỉm cười, dùng sức siết chặt cánh tay con trai, nói: "Con không cần quay lại." lập tức dẫn em gái đi chuẩn bị. Tiêu lễ tiên cắn răng, quỳ trước đại hách vương dập đầu thật sâu, rồi cúi đầu với đám người một vòng, đứng dậy, thấy em gái đang đeo túi cung chạy sang bên này, bèn bước nhanh tới đón, chụp được tay em. Tiêu lâm hoa nhìn bóng binh sĩ ở khu vực gần cổng thành đang vội vàng vận chuyển vũ khí, hỏi. Anh à, có phải người địch lại đến không, chúng lại muốn tấn công thành. Tiêu lễ tiên thấp giọng an ủi. Chớ sợ, nếu tình huống không tốt, anh mang em ra khỏi thành đi về nhạn môn tiêu lâm hoa sững sờ bỗng tỉnh ngộ ý anh là sao là lỡ như thành bị phá anh sẽ bỏ mặc phụ vương dẫn em chạy trốn tiêu lễ tiên nói là mệnh lệnh của phụ vương em mau đi theo ta tiêu lâm hoa được anh trai ôm dắt lấy lảo đảo đi tới mấy bước quay lại nhìn thấy bóng lưng của cha đang sắp xếp thu cấp đỏ cả mắt ra sức hất tay tiêu lễ tiên nói em không đi Em muốn cùng phụ vương và người ở đây, thủ thành chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Lâm Hoa, Tiêu Lễ tiên quát, nghe lời nào? Không, em không đi. Tiêu Lễ hoa mặt tái nhợt, thần sắc lại hết sức kiên nghị, nàng xoay người, bỗng rút một cây chùy thủ từ trong giày. Anh đi đi, tương lai tám bộ còn phải dựa vào anh thống lĩnh, em sẽ không đi, khỏi vướng chân anh trên đường. Em sẽ ở lại, em cũng có thể bắn tên, nếu thật sự đến khắc cuối cùng, thủ không được nữa em sẽ tự vận, tuyệt đối sẽ không rơi vào tay địch, khiến gia tộc hổ thẹn. Lâm Hoa. Tiểu Lâm Hoa lại né tránh cánh tay huynh trường duỗi về phía mình, quay người chạy ra cửa thành. Tiêu Lễ Tiên vô cùng lo lắng, đang định đuổi theo em, đột nhiên, anh nghe có tiếng ồn ào lạ thường ngoài thành truyền đến. Ngựa hí, tiếng người kêu thảm, xen lẫn vào như như có trận giao chiến chém giết. Anh không khỏi khẽ giật mình, thoạt đầu còn tưởng mình nghe lầm, tập trung nghe lại. Đúng là vậy, Tiêu Lâm Hoa đã vọt ra mấy bước cũng nghe ra động tĩnh, chần chừ một lúc, dừng bước quay đầu, hoang mang hỏi: "Anh à, là em nghe lầm sao? Có chuyện gì thế ạ?" Tiêu Lễ Tiên nhìn về phía trước, nhiều thuộc cấp bao gồm đại hách phương ở khu vực cổng thành nhanh chóng leo lên đầu tường. Một sĩ binh bên trên hét xuống: "Đánh nhau, đội quân vừa chạy tới kia đang trùng sát địch doanh." Tiêu Lễ Tiên chạy như điên đến tường thành, theo đám người vọt lên thành lâu, tới tường trước nhìn ra ngoài, thấy trước mắt một cảnh tượng khiếp hãi ngây người. Đội kỵ binh từ U Châu mà anh thấy ban nãy, tựa như thủy chiều sông đến phía trước doanh trại quân địch doanh xong, chia thành mấy nhánh, lấy tốc độ cực kỳ nhanh cắt xẻ doanh trại thành mấy mảnh, nhanh chóng tạo thành mấy vòng vây. Như buổi săn thú ở bãi săn, đội binh gần 2.000 nhân mã, bao vây con mồi thành công, lập tức phóng ngựa xung đột săn riêng phần mình, triển khai cuộc săn giết đau búa lãnh khốc. Địch doanh hoàn toàn không có phòng bị, Mới đầu, tất cả tưởng rằng độ úy xương hải về sớm. Được khâm long ủy thác quyền chỉ huy, tô lỗ, quan tả độ úy, địa vị cao hơn hữu độ úy xương hải, nghe hỏi chỉ dừng dưng, chỉ phái thủ hạ ra doanh đón, còn bản thân cùng mấy bộ hạ tiếp tục ở trong đại trướng trung ương ăn thịt uống rượu. Một lát sau, thấy tình huống không đúng, nghe bên ngoài đều là tiếng binh sĩ gào thét thảm thiết, sắc mặt biến hóa, đang định ra xem rốt cuộc có chuyện gì thì đụng phải một binh sĩ băng băng phi tới, té ngã trên đất. Tả đô úy, kỵ binh từ U Châu tới không phải phe ta. Thân binh kia đầy hoảng sợ, khàn giọng kiệt lực la, còn chưa dứt lời, người đột nhiên nhào vào miệng liều trướng. Một mũi tên vụt từ sau đến, cắm thẳng sau đầu cậu ta. Tô lỗ kinh hãi, cùng người trong trướng liền xông ra, thình lình nhìn thấy trước đại doanh trung ương, một đội kỵ binh giống như một thanh trường kiếm sắc bén từ trên trời rơi xuống, như cơn sóng quét chém từ đại doanh giết ra một con đường trống, đang nhanh chóng xông lại đây Người dẫn đầu mặc y giáp độ ý quân địch Mặt che màn Tay cầm một cây trường thương đầu sói Phóng ngựa đi đầu Quét ngang tả hữu, Đầu thương đến đâu Máu tươi bay đến đó Đánh đầu thắng đó Đợi giết tới gần Quét một thương đánh văng mấy tên lính địch gần đó Sách đao chạy tới ngăn cản Theo như xếp hạng Kỵ binh giáp trụ không làm bộ binh hốt hoảng Mà là sự nhìn ép tàn khốc từ trên xuống Trong tích tắc đội kỵ binh đã cách tả đội ý tô lỗ chưa qua mấy chục bước. Lấy tốc độ trùng sát của đối phương, đến trước mặt hắn cũng chỉ là chuyện mấy hơi thở. Tô lỗ biết đối phương có mục tiêu là mình, kịp phản ứng xoay người nhanh chóng chạy vào đại trướng, còn chưa kịp khoác áo, một tay cầm đao, tay kia nhặt khiên chắn, vừa quay ra định cưỡi chiến mã trùng sát ra ngoài thì đối phương đã phóng ngựa đến trước mặt. Một cây trường thương như con rắn độc thẻ lưỡi, đâm mạnh đến gã. Còn người tô lỗ siết chặt, trong tích tắc tránh không kịp, giờ tấm khiên chắn trước người. Đầu thương đâm thủng mặt khiên, may tấm khiên kiên cố, trường thương xuyên qua một nửa rồi kẹt ngừng lại. Tổ lỗ hơi thở phào, bão gan lên, vừa lạnh lùng gầm lên hỏi đối phương đến cùng là ai, vừa thừa dịp trong tích tắc người không thể rút trường thương mà vùng đao định chặt đứt đùi ngựa. Gã không có chiến mã, đối phương trên cao, lại nắm trường thương chiếm hết ưu thế, nhất định phải chặt người rớt ngựa mới có thể có lợi cho phản kích. Nào ngờ, ngay khi gã vông tay chém ngựa thì bỗng người trên ngựa phi thân lên, lao xuống hắn, ầm, cả người nặng nề va chạm trên tấm khiên. Lực cánh tay tô lỗ có mạnh mấy cũng không thể ngăn nổi một lực tấn công mạnh mẽ của người lao từ trên cao xuống, khuỷu tay khẽ cong, tấm khiên bị ép xuống, đầu thương đang kẹt giữa tấm khiên như trùy thủ, đâm vào ngực gã, cả người cũng bị tấm khiên ép té xuống đất. Lúc này đối phương đã nhanh chóng xoay người dậy, cũng không cố nhổ cây thương đang kẹt cứng trong khiên, mà thuận thế nắm lấy tấm khiên, đứng thẳng dậy nhấc lên cầm rìa khiên nhắm ngay chính cổ họng của tô lỗ đang ngã ngửa ra đất nặng nề phóng qua tô lỗ kêu thảm trong mắt trợn trắng cổ bị rìa khiên nện đến nát như máu tươi từ mũi miệng văng tung tóe thân thể đau đớn vặn vẹo dưới khiên như bị găm trên mặt đất rất nhanh đầu tả đội úy quân địch bị ghim trên mũi trường thương quăng vào giữa đám binh địch quân địch không biết đội kỵ binh đến từ u châu đến cùng là gì trong lúc vội vã bị giết đến vỡ trận hình người trong thành phong diệp như cũng xác định, người tới cũng không phải là địch, mở cửa thành giết ra. Tiền hậu giáp kích, quân địch tan giã. Không đến nửa khắc, binh địch chảy tán loạn rời đi, mấy vạn quân đóng trong đại doanh nơi nơi vứt khôi giáp và vũ khí. Rất nhiều chỗ chôn nồi nấu cơm thậm chí vẫn còn tàn lửa, tản ra mùi thức ăn thơm phức. Dù sao đại hách vương không biết đối phương là phe nào, không dám đổi ra quá xa, thấy binh địch tán loạn lập tức thu binh. Một lát sau, ông trông thấy đội kỵ binh cũng kết thúc đợt siết chóc, cả đội lại phi nhanh đến cổng thành xa xa, sợ có trá, một bên căn dặn con trai cẩn thận phòng bị, gặp lúc cần có thể chuẩn bị dẫn người lui vào trong thành, một bên tiến lên, cao giọng Đa tả tương trợ, các người là ai? Đội kỵ binh đứng tại đó, chỉ thấy người mặc y giáp đô úy đưa tay tháo màn che mặt nhuộm đầy máu, ném mũ chiến xuống đất, nói. Khương Hàm Nguyên, phụng lệnh đại tướng quân đại ngụy Khương Tổ Vọng đến đây viện binh ngài, đối diện một cơn im lặng ngắn ngủi qua đi, đại hách vương đột nhiên ngửa mặt chỉ lên trời, quát to một tiếng. Trời cao, trường ninh tướng quân, nhiếp chính vương phi. Giọng ông đầy vui mừng, hô xong, lập tức dẫn người sông lên bái kiến, lại lệnh tiêu lễ tiên mở rộng cửa thành, nghênh đón đoàn người đi vào. Tướng quân tỷ tỷ. Trong cửa thành bỗng có một giọng con gái reo lên. Khương Hà Nguyên đang định cưỡi ngựa vào thành, nghe thấy rừng ngựa, nhìn thấy tiêu lâm hoa từ trong vọt ra, chạy vội tới trước ngựa, ôm chân cô, ngửa mặt nhìn khuôn mặt đẫm máu của cô, reo. Tướng quân tỷ tỷ, là chị sao? Thật là chị rồi, vừa nãy em ở trên đầu thành thấy chị giết chóc, em đã cảm giác là chị, nhưng không thể tin được. Em thật không ngờ. Có lẽ vì quá khích, nàng không nói thành lời, nghẹn ngào, mắt đỏ lên, nước mắt rào rào rơi. Khương Hàm Nguyên mỉm cười, đưa tay định chùi nước mắt giúp cô, nhìn thấy bàn tay đầy máu đen, ngập ngừng, bị tiêu lâm hoa chụp lấy chùi mắt cực nhanh, mặt lộ nụ cười. Tướng quân tỷ tỷ, em có thể cùng cưỡi ngựa với chị không? Khương Hàm Nguyên khẽ giật mình, đối mặt với cô là một đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong đợi, nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng dẫm lên bàn đạp, mình một tay bắt lấy cánh tay tiêu lâm hoa kéo cả người nàng ta lên lưng ngựa, cho nàng ngồi phía sau mình. Tiêu lâm hoa vừa lên, hai tay liền ôm chặt eo cô. Khương Hàm Nguyên dục ngựa, trong tiếng hoan hô đinh tai từ trong thành, đưa vương nữ tám bộ, phóng ngựa vào thành phong diệp. chương 69 Đội quân của tướng quân tuyên uy Chu Khánh và Trương Mật trên đường qua được hai ải đánh lén, máu chiến đấu sôi sục rốt cuộc đã hành quân đến quận Hoành Sơn. Từ lúc họ lãnh binh xuất phát, cộng thêm phải chiến đấu trên đường đến trễ, đã qua hơn 20 ngày. Đến đây, dù Chu Khánh vội vã đi đường, ước gì có thể chắp cánh bay đến thành phong diệp xong cân nhắc tới thế vùng đất, không cần đến phó tướng Trương Mật nhắc nhở thì vị tướng quân luôn dùng lực cực mạnh và dũng mãnh mà đặt danh xưng mãnh tướng đại ngụy này, cũng trở thành bắt đầu cẩn thận, không dám lơ là. Sở dĩ quận Hoành Sơn có tên như vậy là do địa hình của nó. Dọc theo con đường ra Bắc, hai núi nằm ngang, ở giữa có thung lũng dài hơn 10 dặm. Muốn đi đến tám bộ, trong phạm vi mấy trăm dặm, thung lũng này là con đường ắt phải qua. Hôm nay, sáng sớm, khi mặt trời chiếu nghiêng xuống từ ngọn núi, trong thung lũng, ngay cả chỗ sâu âm u hẻo lánh nhất cũng sáng sủa tỏ tường. Nhưng, ngay dưới ánh mặt trời ấy, trong một vùng hoang dã quý thung lũng, lại nổ ra một trận chém giết thảm liệt. Đây trận đấu phát sinh thứ ba trong hai ngày ở chỗ này. Binh ngụy và binh địch lại một lần nữa quấn đấu. Đây cũng là lần đánh nhau thứ ba giữa tướng quân tuyên uy chu khánh của nước ngụy và nhân đồ nước địch khâm long, hai mãnh tướng đọ sức. Hôm qua, đúng như chu khánh từng dự liệu, quân địch tổng số ước chừng vạn đã bố trí bẫy chặn, chiếm cứ khu vực hình quạt rộng lớn ngoài cửa cốc, vững vàng ngăn đội quân ngụy sắp xuất cốc trong đoạn đường chật hẹp này. Chu Khánh buộc phải để đại đội nhanh ra khỏi cốc, nếu không, dưới hạn chế của địa hình, mỗi một lần tổ chức phá vây cũng không thể phát huy uy lực bình thường. Binh sĩ như tổ kiến bị vây trong chiếc bình cổ hẹp, trong một lúc không thể tất cả ra khỏi miệng bình, chưa nói tới có thể tổ chức trận hình. Khả năng lớn nhất chính là cùng lao ra, chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch một đợt. Hôm qua thử tấn công hai lần cuối cùng đều bị ép quay về, thương vong không nhẹ, tổng cộng lên mấy trăm người. Nếu cục diện không thể mau chóng đột phá thì đội quân mấy vạn người sau lưng này rốt cuộc có thể thoát thân thì ông cũng không còn thời gian. Chu Khánh đã dự đoán trước về địa hình này, kế hoạch ban đầu của ông là lợi dụng chính năng lực xung đột của mình ở trong một đội quân địch có hạn, giết sạch loạn quân, chém thủ lĩnh chúng. Chỉ cần thủ lĩnh bỏ mình Số còn lại sẽ không đáng kể. Trên thực tế, trên đường hành quân lần này, hai lần trước gặp phải trở ngại đều giải quyết bằng cách đó. Nhưng Chu Khánh không ngờ rằng, lần này, đối phương thống lĩnh đội quân lại chính là Khâm Long. Gặp nhau hôm qua, hai lần chạm trán, Chu Khánh biết, tên mãnh tướng nước địch có danh nhân đồ kia cũng không phải là chỉ là hư danh. Nghe nói tên này cả đời chỉ thua trận một lần duy nhất, là xưa kia, sau khi gã lấy được cuộn yến từ trong tay nước Tấn thừa dịp thắng thế dẫn quân đi đánh nhạn môn nước ngụy không ngờ trong trận vô ý bị khương tổ vọng đánh rất ngựa suýt nữa mất mạng còn lại đánh đâu thắng đó chu khánh tự tin rằng vũ lực mình cũng là tương đương dưới trướng đại tướng quân ông là nhân vật số một số hai nếu không hôm đó ông cũng sẽ không tùy tiện mở miệng nhận lấy nhiệm vụ nhưng sau khi gặp tên tướng địch ông không thể không thừa nhận đối phương đúng là đối thủ mạnh nhất đó giờ ông từng gặp Trải qua một đêm đình chiến, giờ khắc này, Chu Khánh lần thứ ba trùng sát vào trận. Trong tay ông nắm chặt cây mã giáo mình dùng làm vũ khí, lao tới mục tiêu trước mặt. Đối phương khoác trọng giáp đen khóa tím, trước ngực một cây mã giáo nằm ngang giống như ông, cần cổ tráng kiện, mắt lóe ra tia tàn khốc. Gã người địch này giống như một con hung thú cưỡi trên lưng ngựa sông sáo trong trận chiến, như thái thịt chặt xưa, liên tiếp chém bay mấy binh ngụy đón đầu gã. Đấy chính là khâm long trận chiến ngày hôm nay, Chu Khánh nhất định phải chém giết cho bằng được mục tiêu. Cũng là mục tiêu duy nhất của ông. Hôm qua khi nhắc thấy gã này xuất hiện, lòng ông chấn kinh. Song không phải là vì e ngại đối phương, mà làm ông e ngại là thân là chủ tướng Khâm Long của quân địch, sao giờ xuất hiện ở đây? Ý niệm đầu tiên của ông chính là lẽ nào thành phong diệp đã bị phá? Nhưng phó tướng hành quân Trương Mật nói, có thể không tới mức. Chí ít, Trước khi Khâm Long rời thành Phong Diệp thì thành chưa phá. Trương Mật phân tích, nếu thành đã phá, Khâm Long cũng không cần thiết để người ngựa quá nhiều lại trong thành Phong Diệp, gã đã tự mình đến đây chặn giết, cho dù cân nhắc bất kể nguyên nhân nào, chắc chắn sẽ dẫn theo đại đội. Như vậy, ngăn chặn bọn họ ở đây sẽ không chỉ vòn vẹn hơn một vạn quân địch mà chí ít sẽ cân bằng với bọn họ. Hơn nữa, trong đám người hơn một vạn này không một ai là đến từ tám bộ có thể thấy hẳn là đội quân này nằm vùng chờ ở chỗ này. Trong hai trận thăm dò định trùng sát hôm qua, mặc dù binh ngụy thương vong không nhẹ, song đối phương cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Mà đẩy binh lính ngoại tộc đầu hàng trùng sát hàng đầu tiên lại từng là cách làm của người địch. Chứng tỏ, chủ lực đội quân tiến đánh thành phong diệp thành hẳn đang ở đây. Chủ lực vẫn còn, hẳn thành trì vẫn chưa bị công phá. Chưa mật ra phán đoán như thế mới khiến Chu Khánh hơi thấy yên tâm là một võ tướng trọng vinh dự hơn tính mệnh, ông tình nguyện chiến tử cũng không tình nguyện hồ thẹn. Lần này chính ông muốn nhận, nếu như cuối cùng, ngay cả thành phong diệp đại quân cũng chưa tới, mà bị người đánh giết ở nửa đường thì còn mặt mũi nào quay về gặp đại tướng quân. Đã cùng đại tướng quân địch gặp nhau ở ngõ hẹp sớm hơn thời hạn, xe dịch quay vòng gì đều không còn chút ý nghĩa. Cách phá giải duy nhất chính là dù cho bất cứ giá nào, vì đội quân sau lưng này, giết mở một đường máu tiến lên. Trận chiến này, ông đã ôm chuẩn bị đồng quy vô tận, thề phải chém đầu tên Khâm Long. Một khi thành chuyện, tất nhiên quân địch sẽ mất đi trận pháp. Đến chừng đó Trương Mật được lệnh ông thừa cơ tổ chức trùng sát, bất kể thế nào cũng buộc phải phá trận ra, tiếp tục chạy tới thành phong diệp. Chu Khánh Hòa cũng giống Khâm Long phóng ngựa mà đến càng ép càng gần. Ngay lúc hai bên cách đầu ngựa chỉ còn gang tấc, hai người cùng nhau dơ mã giáo đâm tới đối phương. Chớp mắt, người tới ta đi, ngựa giao thoa, một hiệp là phải kết thúc, Chu Khánh cố ý lộ sơ hở, một chỗ trống trước mình. Khâm Long lập tức nâng giáo đâm đối phương. Lấy nhãn lực và kinh nghiệm của Khâm Long, sao lại không nhìn ra đây là hư chiêu của Ngụy? Song gã không hề e sợ. Quyền chủ động hiện giờ, bất kể là ở thành Phong Diệp hay là ở đây, hoàn toàn nằm trong tay gã. Hôm qua giao chiến với gã người Ngụy vũ lực hơn người này hai trận, thù hận của gã đối người Ngụy đã hoàn toàn kích phát ra trong dự đoán của gã, đâm về phần bụng đối phương, tất nhiên hắn ta sẽ phải nhấc giáo nghiêng cản. Ngay một khắc xong giáo răng khắp nơi hẳn là thời cơ đối phương muốn mưu tính mình. Toàn thân gã kéo căng, hai mắt chằm chằm nhìn viên tướng ngụy đối diện, dù đối phương có một biến hóa cực nhỏ ngay mí mắt cũng đừng hòng trốn qua ánh mắt gã. Gã chắc chắn sẽ vào lúc đối phương ý đồ mưu tính mình mà ra một kích chi mạng. Song Khâm Long không ngờ, tướng ngụy lại không có ngang giáo ngăn cản đối phương ngồi trên lưng ngựa, làm như không thấy, tùy ý chĩa mũi giáo mình đâm rách chiến giáp gã, thẳng vào bụng, cuối cùng lộ ra từ sau lưng. Khâm lòng lộ nét kinh ngạc trong mắt, dừng lại, trong chớp lóa, hiểu ra. Ngay trong lúc mũi giáo gã đâm thùng thân thể tên người ngụy này, gã nhìn thấy đối phương đã dơ mã giáo trong tay hướng thẳng vào đầu mình. Gã bỗng nghiêng người, đồng thời ngửa ra sau đi. Cái này tự cứu mặc dù gọi hắn hiểm tránh thoát đầu, nhưng giáo lưỡi đao lại dán mặt của hắn chém xuống tới. Một giáo này đã ngưng tụ sức lực cả đời của Chu Khánh, đầu tiên là nạo một tảng da thịt của Khâm Long, tiếp theo chém vào ngực phải Khâm Long. Lấy tốc độ cao của chiến mã cả hai cùng di chuyển, cuối cùng giáo phong đã rời. Song thiết giáp của Khâm Long đã bị chặt nứt, miếng thiết hoàn che ngực cũng toàn bộ gãy vỡ. Một hiệp kết thúc, hai thất chiến mã dừng lại, hai bên giao chiến thoát chốc đã thành người máu một bên phần bụng xuyên thùng, áo giáp rách vụn, ẩn hiện một đoạn ruột chảy ra. Một bên khuôn mặt be bét máu, như lệ quỷ, trước ngực còn một vết rạch dọc sâu dài, xương sườn cũng gãy đứt tận mấy cái. Nhưng khác biệt chính là, thần sắc Chu Khánh vẫn giữ tợn mà hung ác, ông không dừng lại một nhịp mà lập tức dục ngựa lần nữa vọt đến phía Khâm Long. Mà đối diện ông, gã có biệt danh là nhân đồ Khâm Long, trong mắt đã lộ ra một nét kinh ngạc không thể tin và đau đớn, gã đè vết thương phụt máu tươi trước ngực, chậm rãi ngồi dậy, thẳng như nhất thời khó mà định đoạt, tiếp tục nghênh chiến hay là tạm thời tránh đi viên tướng ngụy đã điên cuồng đối diện này. Trong chớp mắt Chu Khánh đã phóng ngựa đến gần, lại đâm gã, một đội thân binh bên cạnh khâm long thấy thế chạy đến bảo vệ, vừa tránh vừa lui. Tử sĩ sau lưng Chu Khánh cũng nhanh chóng xông lên theo. Hai toán quân lâm vào loạn chiến. Chính lúc này, từ hậu doanh quân địch ngoài cốc khẩu, một sĩ quan cấp úy phóng ngựa vọt tới, lớn tiếng giống không ngừng đến khâm long. Bên tai ẩm ảo âm thanh chém giết, Chu Khánh nghe không hiểu tiếng địch, không biết rốt cuộc đối phương nói gì. Nhưng thấy khâm long biến sắc, như cực kỳ kinh sợ, đột nhiên, ọc một ngụm máu, lập tức như hạ quyết tâm triệt đề, dưới sự bảo hộ của những người liên can, vội vàng rời đi. Chu Khánh giết đến đỏ mắt, không chết không thôi, sao chịu bỏ qua, tự mình một người phóng ngựa định đuổi theo, bị phó tướng hành quân trương mật đằng sau thấy vậy, ngăn cản. Tướng quân, đừng đuổi, có vẻ là chuyện tốt, chúng đang lui binh. Chu Khánh gác giáo, dừng ngựa, thờ hùng hục từng hơi, lờ mờ nhìn, quả nhiên, thấy sau doanh trại quân địch doanh đang dương cờ, giao ý truyền lệnh cưỡi ngựa, nhanh chóng xuyên qua trận địa, thổi còi trận chói tai từng đợt. Ngay sau đó, ngoại trừ binh lính địch đang còn vướng chém giết không thể nào thoát thân, đám còn lại nhao nhao lùi lại như thủy chiều rút, mảnh đất hoang ngoài cửa cốc trống chảy dần cuối cùng chỉ còn lại xác người đầy đất cùng khôi giáp cung tên cờ gãy đầy rẫy chu khánh từ từ tỉnh táo lại lẩm bẩm sao lại lời còn chưa dứt mắt tối sầm người té thẳng từ trên lưng ngựa xuống ông tỉnh lại cùng ngày phát hiện mình nằm trên một chiếc xe phần bụng được băng bó đại quân đã ra khỏi cốc đang tiếp tục chạy tới thành phong diệp trương mật biết ông đã tỉnh lập tức chạy đến cùng với một tin làm ông chấn động vô cùng. Tất nhiên, là tin tốt. Chưa Mật nói, ngay không lâu sau khi Khâm Long lui binh, họ cũng nhận được tin từ Thành Phong Diệp, rốt cuộc đã rõ vì sao Khâm Long vội vàng rời đi. Tướng quân Trường Ninh dẫn một đội kỵ binh, từ mặt phía bắc đột nhập U Châu nội địa, giống như thần binh trên trời rơi xuống, không đến thời gian nửa tháng liền đến Phong Diệp Thành, cùng Thành nội tiêu ra phụ tử một đảo, giải vây thành nguy hiểm. Sau đó, hai bộ đang còn dao động trong số 8 bộ kia, khi biết tin đại ngụy gấp rút tiếp viện đã đem theo lương thảo và người ngựa chủ động về tìm chỗ dựa. Tướng quân Trường Ninh và đám người đang ở lại trong thành phong diệp, đề phòng bị quân địch lại tập kết tấn công thành. Cuối cùng, đợi đến viện quân tuyến phía nam của bọn họ đến nơi, cùng nhau tác chiến. Hành động tuyến phía bắc cần nghiêm ngặt giữ bí mật, giờ mới biết, tâm tình chương mật vẫn còn kích động, nhịn không được cảm thán. Thật nghĩ không ra, Trường Ninh lần này vận binh không giống bình thường, quả nhiên là có phong phạm của đại tướng quân năm đó. Không gạt ông, lúc xưa qua tay cô ấy mà đoạt lại thanh mộc nguyên, trong lòng ta thật có chỗ không phục, cảm thấy cô ấy tuổi trẻ lỗ mãng, may mắn thành công thôi. Hôm nay xem như ta phục lăn, lòng can đảm và chiến lược không nói, song đường hành quân thế kia đã đủ để ta cam bái hạ phong. Trường mật biểu lộ cảm xúc, suýt xoa một hồi, thấy chu Khánh nằm đó, thoạt đầu không nói gì, từ từ khép mắt, Nghĩ vết thương ông quá nặng nên mệt mỏi, bèn thôi, dặn thân binh chăm sóc tướng quân tuyên uy cho tốt còn mình tiếp tục dẫn binh tiến lên. Đoạn đường cuối không còn xảy ra bất ngờ nào. Trái lại có chuyện không hợp thói thường, đó là toán binh địch vừa chém giết với họ ở cửa cốc cũng vội vàng hành quân cả ngày lẫn đêm. Lúc hai nhánh quân có khi gần nhất chỉ cách chừng 5-6 dặm, đứng ở chỗ cao thậm chí còn có thể nhìn thấy cờ đối phương, nhưng không làm gì nhau, chỉ lo cắm đầu, đường ai nấy đi. Cứ thế tuần giữa tháng 8, đội viện quân tuyến phía Nam đuổi kịp ngày cuối cùng hạn định một tháng ấy của Khương Tổ Vọng, đã tới thành Phong Diệp, hai bên gặp mặt. Đại Hách Vương mừng như điên, đón vào trong thành, được biết bụng Chu Khánh tổn thương không nhẹ, sắp xếp cho ông trị thương tĩnh dưỡng không đề cập tới nữa. Trong lúc này, đội quân tách tán loạn rời đi kia cũng tập kết, chỉ là không dám vọng động, cũng không dám tới gần, tạm thời hạ trại cách ngoài biên thành Phong Diệp 200 dặm. Khâm Long cũng đã quay lại liên tiếp nửa tháng, đến đầu tháng 9, doanh địch từ đầu đến cuối không thấy động tĩnh. Không lùi binh, cũng không có cử động mới. Khương Hàm Nguyên suy đoán, Khâm Long đang bất động những ngày qua, có lẽ là vừa dưỡng thương, vừa chờ lệnh từ Nam Vương Phủ. Tất nhiên không loại trừ khả năng đối phương sẽ phát binh bất kỳ lúc nào, ngóc đầu trở lại. Xem như hiện giờ binh lực hai phe ngang nhau, nhưng sau doanh địch là Âu Châu, lúc nào cũng có thể có tiếp viện mới. Còn phần thành phong diệp, Lương Thảo vẫn gấp vậy, cha con họ tiêu ra dạo gần đây cả ngày ngay gấp gáp chuyện này. Đối diện với chuyện tạm thời không có động tĩnh cầu còn không được. Hôm nay, Khương Hàm Nguyên tự dẫn một toán người ra khỏi thành, cưỡi ngựa tuần tra gần đó, lúc về đã là trạng vạng tối. Sau khi vào thành còn đang đi thăm toán người đang dưỡng thương tới đâu, bỗng thấy Dương Hổ vội chạy tới, mặt tươi cười, bẩm xe tiếp tế dội quân tuyến phía nam cuối cùng đã tới, chuyển theo một ít lương thảo dù số lượng không nhiều, nhưng gì thì gì, chân ruồi cũng là thịt, có còn hơn không? Còn nữa, bọn hắn nói trên đường bắt một thiếu niên lén lén lút lút đi theo, dáng vẻ không có mắt nhìn, như là tên ăn mày, vốn cho rằng là mật thám định giết, thiếu niên ấy lại bảo hắn là cháu họ trong nhà tướng quân, đến tìm ngài tá túc. Bọn hắn không tin, song nhỡ đâu là thật, mới trói lại mang theo cả đường, giờ đang nhốt cạnh kho lúa, nhờ tôi đến hỏi tướng quân một tiếng là có đứa cháu họ nào đến tìm chỗ tá túc không chương 70 Nhà họ Khương từ thời ông nội đều chỉ đơn truyền một dòng. Khương Hàm Nguyên không có chú bác ruột, còn họ hàng, từ lúc Khương Tổ Vọng im ắng ở lại nhạn môn xưa giờ, đã cắt đứt tin tức không qua lại từ lâu. Phía Thành Vân là cũng chả có họ hàng kiểu này. Thấy khuôn mặt nữ tướng quân lộ vẻ mù mịt, Dương Hổ gật đầu. Nếu không có người này, giờ đang có chiến sự, chạy đến mấy chỗ này còn ăn nói lung tung nhất định có trá. Để tôi đi tra hỏi lại cậu xoay người định đi khương hàm nguyên nói ta đi xem sao đã chỉ mặt gọi tên nói đến tìm mình ta túc có lẽ có thể thật sự là họ hàng xa cô không biết mật thám hẳn cũng chả ngốc thế kho lúa từng bị cháy lúc trước hiện giờ tạm thời dựng thành một ổ bảo đóng quân trong thành khương hàm nguyên đi vào trong bảo thấy rất nhiều binh sĩ tới tới lui lui vội vàng vận chuyển lương thảo tiêu lễ tiên cũng có mặt đang bận rộn với một phó tướng họ đoàn của quân ngụy phụ trách áp giải lương thảo tới thấy cô tới, hai người lập tức lên chào. Thái độ tiêu lễ tiên rất cung kính với cô, hành lễ xong, lại nói. Mới vừa nghe đoàn tướng quân nói, Trần Thích Sứ cũng nhận lời với Khương Đại tướng quân sẽ tìm cách kiếm một vạn thạch lương, giúp cha con ta vượt qua nay đông nan quan. Ta thay phụ vương, còn có con dân tám bộ, tạ ơn đại tướng quân, tướng quân trường ninh, Trần Thích Sứ. Tiêu lễ tiên vui mừng cảm kích lộ rõ ra mặt. Trần Thích Sứ trong miệng anh chính là Thích Sứ Tịnh Châu hiện nay Trần Hành. Khương Hàm Nguyên không qua lại, cũng chưa từng gặp mặt, nhưng biết người này, cuộc đời ông ta có chút giống cha cô, đều xuất thân từ thế gia vọng tộc, về sau xuất kinh không về nữa, bao năm nay yên lặng lâu dài ở lại vùng biên cương. Trần Hành hiện giờ nắm giữ Tịnh Châu, là kho lúa quan trọng của Đại Ngụy ở phương Bắc, cấp lương thảo cho biên quân nhãn môn, đa phần đều đến từ Tịnh Châu. Nếu Trần Hành đã đồng ý, chắc hẳn lương thực nhanh chóng có thể tới nơi. Khương Hàm Nguyên mỉm cười bảo được, đáp lời tiêu lễ tiên đôi câu, chuyển sang đoàn phó tướng, hỏi chuyện trên đường. Ông cười đáp, đa tạ tướng quân quan tâm, cả đoạn đường của quân cầm hộ, đều được chu tướng quân loại trừ trở ngại cả, bình an vô sự. Đang nói, ở góc xa xa bỗng nghe tiếng bình bịch, như có ai đang gặp trở ngại, tiếp đó, lại nghe tiếng ú ớ hàm hàm hồ hồ. Khương Hàm Nguyên quay lại thoáng nhìn, đoàn phó tướng nhớ tới, vội nói. Vừa rồi mà tướng có nhắc đến dương tiểu tướng quân, trên đường có bắt được một tên tiểu khiếu hóa tử, tự xưng là cháu họ của tướng quân, sau mà tướng thấy thực sự không giống, mà giống mật thám hơn. Vừa rồi bận rộn mới cho người sắp xếp chỗ này, tướng quân ngài xem thử. Tự mình dẫn Khương Hàm Nguyên qua đến bảo thủ vệ mở khóa. Khương Hàm Nguyên ngó quanh. Một thiếu niên bị giam trong căn phòng nhỏ chứa đồ linh tinh. Quả nhiên như lời đoàn phó tướng, Quần áo tả tơi như ăn mày, mặt mũi tay chân bẩn thỉu che kín, không biết đã bao lâu chưa tắm giặt. Miệng hắn bị bịt kín, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, đang dơ lên chân dùng sức đá cánh cửa bị khóa trái, dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ. Thấy cửa mở, ngẩng lên trợn mắt ưa á hai tiếng định chửi thì bỗng đối mặt với ánh mắt khương hàm nguyên quét tới, bèn khựng lại, yên tĩnh. Mặt tên ăn mày thật quá sức bẩn, trong kho nhỏ không có cửa sổ, sáng lờ mờ, khương hàm nguyên mới đầu chưa nhìn rõ chỉ thấy quen mắt, còn chưa nghĩ ra đã từng gặp ở đâu. Đoạn phó tướng hầu một bên đã hiểu lầm, mặt trầm xuống, chỉ vào thiếu niên quát. Ngươi còn không phục, trước mặt tướng quân còn dám mắng người. Ta biết ngay mà, làm sao tướng quân có thứ cháu họ như ngươi. Chắc chắn ngươi là mật thám, đừng dở cho nữa, kéo ra ngoài chặt đầu. Chờ chút. Khương Hàm Nguyên nhìn cặp mắt đào quanh của thiếu niên, chợt nghĩ đến một người. Nói là vô cùng chấn kinh, cũng không hề quá đáng thiếu niên trước mặt này, đúng là thiếu đế thúc tiền. Bè. Cô vô tình buộc miệng, thấy cậu liều mãng lắc đầu, ú ơ với mình, khượng lại, khép miệng, bước nhanh vào rút khăn nhét miệng cậu, rồi vội vàng cười dây thừng, thấy trên cổ tay cậu đã hẳn xanh tím một vòng dây chói. Thúc tiền được tự do, tự xoa xoa cổ tay run run, chằm chằm ngó đoạn phó tướng. Đoạn phó tướng hơi choáng váng. Dù tướng quân không nói gì, song điệu bộ thế này, rất hiển nhiên rằng cậu thiếu niên trước mắt đúng là thân thích của ngài. Mới rồi ông tính nhét miệng thiếu niên giữa đường, thiếu niên đã phản kháng mấy lần, sau đó chắc là biết phản kháng vô dụng, đành nhận lấy, thành thành thật thật, không chọc phiền toái gì thêm cho ông. Giờ đây, bắt gặp ánh mắt thiếu niên âm trầm 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 nhìn mình, vẻ mặt không tốt, đột nhiên như biến thành kẻ khác, mang thái độ hùng hồ dọa người, chợt run rẩy trong lòng, cuống quyết giải thích với Khương Hàm Nguyên. Tướng quân thứ tội mà tướng có mắt không trọng, nhưng đám lương thảo này quan trọng, mà tướng sợ nhỡ đâu y dắp tâm làm hại, đến đây vì lương thảo, để đề phòng nhỡ xảy ra chuyện gì, bất đắc dĩ nên trên đường mới nhét miệng y, mà tướng tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm. Khương Hàm nguyên an ủi không sao, ngó thúc tiền. Thấy cậu lập tức nở nụ cười, rộng lượng phủi tay với đoàn phó tướng. "Thôi, người không biết không tội, nơi này không còn chuyện của ngươi, lui đi." Đoạn phó tướng nghe không rõ thấy thiếu niên này từ lúc gặp được tướng quân Trường Ninh, nói chuyện cử chỉ đều quái dị, trong phút chốc không biết nên làm gì, bèn nhìn cô. Khương Hàm Nguyên gật đầu. Biên cương vốn đặc thù, huống chi tình hình hiện giờ đang đánh trận khẩn trương. Cẩn thận vậy còn không đủ. Không chỉ thế, ta còn phải tạ ơn tướng quân đã giúp ta đưa người bình yên đến nơi. Đoàn tướng quân đã có lòng, ta sẽ dẫn người đi, ông cứ đi đi. Đoàn phó tướng nghe giọng điệu cô chân thành, mới thở phào âm thầm may mà lúc ấy mình đã không một đau giết tốt, giả giả đôi tiếng, vội lui xuống nghi. Bên cạnh không còn người ngoài, thúc tiền thấy cô thu nụ cười như đang dò xét mình, không nói không rằng. Sao cậu không hiểu chứ, với thân phận của cậu, gây chuyện thế này, chảy tốt đến đây, là chuyện hoang đường cực lớn. Cậu sợ cô không vui, trách cậu làm sai gây phiền toái cho mình. Sau giây lát, dè giặt gọi cô một tiếng. Tam hoàng thẩm, Thính đang nghĩ gì vậy? Tam Hoàng thẩm giúp đỡ chút nhé, tuyệt đối không nên để ai biết ta là ai. Cậu ấp úng năn nỉ. Khương Hàm Nguyên hoàn hồn, đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Y phục cậu ta thật sự rách mướp, đôi giày cỏ trên chân rách một lỗ lớn, lòi cả ngón chân cái bẩn tiều ra ngoài, da gót chân đã bị mài xương chảy máu, được băng bó lại. Thuốc tiền phát hiện tim ấy đang nhìn, thuận theo tầm mắt cô cũng cúi xuống liếc thấy, rụt ngón chân vào giày cỏ. Tam hoàng thẩm, nhìn ta thế này thảo nào chẳng ai tin ta biết thím. Là có hôm ta qua đêm trong một ngôi miếu đổ nát, gặp mấy tên ăn mày, thấy ta không có gì ăn, mới chia chút đồ ăn xin được cho ta. Trên người ta đã hết tiền, trước khi đi, ta mới đưa y phục với giày cho bọn hắn, không mặc được thì đem cầm được. Mấy đồng cũng tốt, có điều ta chả ngờ, giày cỏ cấn chân vậy, biết trước. Đã không cho. Cậu đang ngượng ngùng giải thích, bỗng nghe cô mở miệng ngoài chân ra, trên người còn bị thương chỗ nào không? Giọng điệu cô ôn hòa ngoài dự kiến. Thuốc tiền khẽ giật mình, thở phào, vui vẻ nói. Ta không sao, nhưng chân đau quá, sau đó không đi nổi, mới ngã ra đất, đoàn phó tướng kia hết cách mới ném ta vào trên xe lương. Mấy ngày cuối, là ta ngồi xe tới. Khương Hàm Nguyên cười khi. Ngày đi theo ta đã. Cô đưa thuốc tiền vào một tinh xá trong thành, cho người mang nước, chuẩn bị y phục sạch sẽ, chờ cậu tắm rửa ra dọn lên cơm canh. Thuốc tiền như quỷ đói đầu thai, ăn như hổ đói, một hơi ăn ba chén cơm. Nuốt nhanh quá còn muốn nghẹn, Khương Hàm Nguyên dâng nước, cậu nhận lấy uống mấy ngụm, vuốt ngực, thở dài. Cứ như chưa từng ăn cơm ngon vậy luôn. Rồi xoay qua cô. Tà ơn tam hoàng thẩm. Khương Hàm Nguyên đưa cậu thuốc trị thương tránh ư sưng, ra hiệu từ cậu bôi lên vết thương ở chân, lập tức hỏi lo nghĩ trong lòng. Rốt cuộc có chuyện gì? Sao ngài một mình xuất cung? Hoàng đế một mình chạy khỏi hoàng cung, không ngoài hai nguyên nhân. Người ta đuổi ngài, hoặc là tự ngài chạy ra. Cô đã có thể kết luận, không phải cung biến gì gì, mà là chính thuốc tiền lẻn ra hoàng cung. Quả nhiên, vừa hỏi đã thấy nụ cười cậu biến mất, cũng không tiếp tục bôi thuốc lên vết thương ở chân, người ngồi thẳng tắp, giọng phẫn uất nói. Thái hậu muốn thay ta lập hậu, tam hoàng thầm thím đoán xem là ai? Là con của Lan Vinh, ta không bằng lòng bà ấy dùng đảo hiếu ép ta còn đánh ta vậy được ta để tự bà đi mà lập hoàng cung kia ta không ở tiếp nữa khương hàm nguyên không khỏi giật mình đúng là lý do này ngài tìm ta tam hoàng thúc của ngài có biết không cô lập tức nghĩ đến thúc thần huy hỏi cậu lắc đầu ngài ấy lúc đó còn chưa về giờ chắc đã biết nếu ngài thật sự không muốn để thái hậu sắp xếp sao không tìm ngài ấy giúp lại tự chạy thẳng một mạch cứ cho là người còn chưa về, ngài cũng có thể viết thư cho ngài ấy. Ta có viết, chú ấy mặc kệ ta, chỉ nói ta không cần phải gấp gáp, chờ chú về bàn lại. Thần sắc thúc tiền có vẻ hơi kích động. Tam hoàng thẩm, tam hoàng thúc là người như vậy đó. Ta quá biết mà, chính ngài ấy lúc kia cưới thím, không phải. Cậu dừng lại, nhận ra mình lỡ miệng, trộm liếc Khương Hàm Nguyên, ho húng hắng đổi giọng. Dù sao thì, chỉ cần chú ấy thấy có chỗ tốt cho đại ngụy đừng nói lập con gái họ Lan mà là bất kỳ ai, chú ấy đều sẽ bảo ta gật đầu. Ai bảo ta là hoàng đế chứ? Chuyện này, ta thật sợ chú ấy không đáng tin cậy. Ta dù thế nào cũng không lấy. Khương Hàm Nguyên trong phút chốc im lặng, mơ hồ thấy hình như Thúc Tiền nói cũng không phải hoàn toàn không có lý. Thúc Tiền xả xong cơn giận và bất mãn trong lòng, thấy cô không nói, vẻ mặt lại hơi nghiêm túc, không khỏi lo rằng cô không vui, nhau mắt nhìn sắc mặt cô, bỗng kêu đau, cầm thuốc trị thương mới vứt bắt đầu tự sức thuốc. Khương Hàm Nguyên nhìn đôi chân bọng máu băng bó. Đau à, xưa nay ngài chưa từng đi đoạn đường dài vậy mà. Thuốc tiền gật đầu, cảm giác cô nhìn mình có vẻ thương xót thêm vài phần, bèn hăng hái lên nói tiếp. Ta đến nhạn môn định tìm thím, vừa lúc gặp được người đưa lương mới theo phía sau họ, ai ngờ bị phát hiện, họ xem ta như mật thám. Cả đoạn đường, ngoài vệ sinh với ăn chút ít, ta luôn bị chói, còn nhét bịt miệng. Dù ta nói gì, đoàn phó tướng kia cũng không nghe. Cho ta ăn thứ dở nhất không nói, lúc gấp, vì đi đường mà ông ấy quên cả ta. Tam Hoàng Thẩm, ta đã bị bỏ đói cả một ngày. Nhưng mà, Tam Hoàng Thẩm yên tâm, ta thật sự không so đo với hắn. Cẩn thận cũng là nên. Cơn giận lúc kể lại nguyên nhân trốn đi kia đã biến mất, dùng giọng mè nheo lấy lòng nói. Tam Hoàng Thẩm, thím không hỏi, làm sao ta xuất cung, làm sao đi đến được đây ư? có lẽ tự thấy có phần đắc ý, không đợi Khương Hàm Nguyên hỏi bèn kể lễ sinh động như thật. Mỗi đêm trong cung đều có khẩu lệnh thông hành khác nhau, có khi ta hướng lên còn tự định ra. Đêm hôm đó, ta giả ngủ sớm, sai người không được quấy giày, lúc trời tối, ta mới thay y phục thái giám trèo cửa sổ ra ngoài, ôm kính thùng đi ô phòng, nếu gặp tuần cha cha hỏi thì hô khẩu lệnh, bảo là rửa chưa sạch nên lập tức đi đổi. Ta cúi đầu bóp họng nói chuyện nên chả ai để ý đến ta. Ta đi thẳng đến ô phòng. Hãy dám làm việc ở đó bình thường không được đến gần nội cung nên chưa từng ai gặp ta. Ta bèn xuất tờ giấy tự mình viết đóng ấn nội phủ, bảo rằng ta phạm tội, bị phạt tới đây làm việc, ai cũng đều tin. Sau đó, ta thừa dịp không ai chú ý, núp trong xe xuất cung. Sao kiểu ôm bô đi nhà xí? Hắn nói, có lẽ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, sờ mũi, mặt lộ vẻ chán ghét, sau đó lại đầy phấn khởi nói tiếp. Sau đó thím đoán xem họ vốn chẳng thể nghĩ rằng ta sẽ đến nhạn môn, tìm ta không gặp chỉ cho là ta đi tìm tam hoàng thúc. Nên ta cũng không sợ họ tìm được, ra khỏi kinh triệu xong, ta chạy đến trạm dịch, chia sắc lệnh, bảo phải đi phía bắc bí mật giải quyết công vụ. Họ cũng không mấy tin, nhưng ta có sắc lệnh nên không ai dám hỏi nhiều, bố trí ngựa tốt, tuyến đường nhanh nhất, cứ thế ta dọc theo quan đạo đến, đến nhạn môn rồi, ta không muốn kinh động đến cha của tam hoàng thẩm, biết cô ở đây. Lại gặp đưa đại đội đưa lương mới đi theo, Chuyện về sau, Tam Hoàng Thẩm cũng biết. Không đợi Khương Hàm Nguyên mở miệng, cậu cướp lời. Tam Hoàng Thẩm đang nghĩ gì, ta cũng hiểu, có điều trước giờ hễ ta có chuyện thì bên cạnh sẽ có kẻ chịu trách nhiệm. Họ biết ta muốn làm gì, không dám báo sẽ có tội. Tam Hoàng thúc nói vậy thì không được, nên lần này ta tự mình xuất cung, không ai được biết. Huống chi, ta cũng không muốn dẫn theo người. Khương Hàm Nguyên nghe xong, tiền căn hậu quả việc này đã sáng như tuyết bèn không nói thêm gì nữa, ngồi thêm một lát rồi nói. Ngày vừa tới hẳn đã mệt mỏi, ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt. Thần đi trước, nói xong đứng dậy. Thuốc tiền ngây ra, đứng dậy theo, chân đạp đất bị đau, méo miệng. Tam Hoàng Thẩm không ở chỗ này sao? Khương Hàm Nguyên nói. Ta ở trong binh doanh ngay cổng thành, ta cũng ở đó. Cậu lập tức nói. Khương Hàm Nguyên lắc đầu. Nơi đó quá loạn, loại người nào cũng có, ngài không thể ở đấy thành đã từng bị đốt, cháy không ít phòng xá, may ở đây không sao, là một dinh thự của Đại Hách Vương. Tất nhiên kém hơn Hoàng Cung, song cũng xem như sạch sẽ, bệ hạ tạm thời nghỉ chân trước. Đằng sau còn có khu vườn, đợi chân tốt hơn chút có thể đi dạo. Có bất kỳ nhu cầu gì sai người báo thần. Giọng điệu cô rất mềm mỏng nhưng ý đầy kiên quyết, cấm cãi. Thuốc tiền không làm gì được, ngừng đoạn, bỗng nhớ ra, lại nói. Vậy thím không được báo chuyện ta đang ở đây, ta còn chưa muốn về. Khương Hàm Nguyên dứt khoát từ chối. Không được, ít nhất thần nhất định phải báo cha thần biết ngài đang ở chỗ của thần. Tam Hoàng Thẩm. Thúc tiền lộ vẻ lo lắng, hơi cao giọng. Bệ hạ. Từ lúc gặp mặt, là lần đầu Khương Hàm Nguyên xưng hô. Bệ hạ đã tới tìm thần, thứ cho thần mạo phàm cả gan hỏi một câu, lẽ nào thật sự bệ hạ đã quyết, cả đời cũng không về Hoàng Cung sao? thuốc tiền lập tức nghẹn hỏng, không thốt ra lời. khương Hàm nguyên chăm chú nhìn cậu một lát, mỉm cười an ủi. thời gian bệ hạ ra ngoài đã không còn ngắn, huống chi đợi đến khi cha thần gửi thư đến trường an, bên ấy phái người đến đón, ít nhất cũng phải hai tháng. hai tháng, còn chưa đủ để bệ hạ giải sầu sao? thuốc tiền tiếp tục cứng hỏng không trả lời được. còn nữa, người khác thì không nói, bệ hạ không từ mà biệt, hiện giờ trong lòng tam hoàng thuốc này lo lắng thế nào? không cẩn thần nói hẳn bệ hạ cũng biết e là hiện giờ ngài ấy vì tung tích của ngài mà trong lòng nóng như lửa đốt ăn ngủ không yên bệ hạ tam hoàng thúc của ngài còn xem ngài quan trọng hơn cả tính mạng ngài ấy nếu ngài có chuyện ngài ấy sẽ bứt rứt cả đời thúc tiền ấm ức lý nhí tam hoàng thẩm thím gửi thư đi giọng nghe không chút sức lực khương hàm nguyên cười nói vậy đi nghỉ ngơi thật tốt thần rảnh rỗi sẽ đến thăm ngài khương hàm nguyên ra ngoài Chuyện đầu tiên là gọi phàn kính nhờ ông phụ trách chăm sóc thúc tiền. Tất nhiên, cô không nói ra thân phận, chỉ nói thiếu niên bên trong là người cực quan trọng, xin ông cẩn thận gấp bội. Trong thành có thể đi, nhưng nhất định không thể để cậu ấy tùy ý ra khỏi thành. Nếu cậu muốn ra ngoài, phải nhờ phàn kính báo cho mình. Phàn kính đáp vâng. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn